chương 41. Ta, à, hai ba ai, siêu hung. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Đội thám tử nhí hành động. Có nàng đến phòng chiếu phim thao tác máy chiếu phim, hai ba ai phụ trách mở hơi lạnh. Cái khác ba đứa hài tử ngươi một lời ta một câu, phối hợp với giải thích. Ai hiêu sô so cũng không phải không có tham dự, hắn nắm lấy dây thừng đóng vai bỗng chốc bị treo lên người chết, các cái khác người đi phòng chiếu phim nhìn con nang biểu thị thủ pháp về sau hai ba ai trở lại phòng chiếu phim muốn đi qua nhìn xem sao ai hiu sô so buông tay ra bên trên dây thừng nhảy xuống đi thôi hai ba ai quay người hướng phòng chiếu phim đi trên người ngươi trói lại phụ trọng thể trọng tăng lên vì biểu thị không có gì bất ngờ xảy ra ta vừa rồi đem hơi lạnh mở đến lớn nhất bị cảm cũng đừng trách ta ai hiu sô so quay đầu nhìn xem hai ba ai hai ba ai đưa tay sờ sờ gò má, trên mặt ta có đồ vật gì sao? Kỳ thật ngươi có thể nói được trực tiếp đơn giản một điểm, ai hiêu sô so giống giáo tiểu hài tử đồng dạng, một chữ âm một chữ âm nói, cẩn, thận, cảm, mạo. Hai ba ai trên mặt trấn định thần sắc băng, cũng được sủng ái có chút đỏ lên. Nàng cảm thấy nói ra miệng quá già mồm, không được sao? Nàng chính là không muốn nói thẳng, không được sao? No không được sao? ngươi thật dông dài. Chờ một chút. Ai Hiêu Sô dừng bước lại, lấy điện thoại di động ra soạt soạt cho hai ba ai đập một tấm hình. Hai ba ai sững sờ, đang làm gì đó. Để ngươi nhìn xem ngươi vừa rồi biểu lộ. Ai Hiêu Sô biên tập một chút ảnh chụp, đưa di động hạ thấp, để hai ba ai có thể nhìn thấy. Trừ hai ba ai ảnh chụp, phía dưới còn tăng thêm một hàng chữ. Ta, siêu hung phối hợp hai ba ai kia rõ ràng đang hại xấu hổ, cũng bách lại cố gắng trầm mặt biểu lộ, mê chi phù hợp hai ba ai. Ai hiêu -so thu hoạch hai ba ai độc nhất vô nhị biểu lộ bao một cái, sắp xếp gọn điện thoại, tiếp tục đi lên phía trước. Hai ba ai bận biểu theo sau, nhanh xóa bỏ. Ai hiêu -so. Ta không truyền ra ngoài. Hai ba ai. Vậy cũng không được, nhanh lên xóa bỏ. Ai hiô -so. Không xóa hai ba ai. Nếu như nàng cùng ai Hiyosho đánh nhau, phần thắng. Khục, được rồi, không bằng suy tính một chút nàng có thể hay không từ ai Hiyosho nơi đó cướp đến điện thoại. Không, vẫn là ngẫm lại có hay không những biện pháp khác có thể cầm tới ai Hiyosho điện thoại đi. Phòng chiếu phim bên trong, Furushi Minoru chính miệng thừa nhận tội giết người đi. Thế nhưng là, ngươi tại sao phải nơi này làm loại sự tình này? Murama Akio thất lạc lại khó có thể lý giải được, ta cho là ngươi một mực rất yêu thích chúng ta nhà này rạp chiếu phim. Kỳ thật ta cũng nói cho mình rất nhiều lần, không thể ở đây làm loại sự tình này, thế nhưng là ta thực sự chịu không được đi xuống, Furushi Minoru đi đến quan sát phía trước cửa sổ, hoài niệm mà sầu não nói, nói thật, ta thích nhất từ cái này cửa sổ nhìn ra phía ngoài đến cảnh tượng. Người xem thưởng thức phim phản ứng ta đều có thể từ cái này ghế hạng nhất bên trên nhìn một cái không sóc gì. Murama Akio cúi đầu, Megu Yujo cũng thở dài. Furushi Minoru tiếp tục nói, nhưng là, cái kia tên ghê tởm để chúng ta khách nhân chậm rãi giảm bớt, hôm qua rõ ràng là chủ nhật, khách nhân thế mà chỉ có hắn một cái. Đi tới cửa Ai Hiyosho. Hôm nay thứ ba, hôm qua thứ mấy? Hôm qua rõ ràng là đi học ngày, hắn vẫn cho là hôm qua đầu tuần vừa đến, dù sao không chỉ tiểu học Tây Tàng, ngay cả cấp 3 Tây Tàng cùng cấp 3 Ecoda học sinh cấp 3 đều đang đi học. Vốn cho rằng chỉ là thời gian rối loạn, không nghĩ tới liền lên học ngày cũng không thể làm tham khảo. Bất quá, nghĩ đến Conan đi học cho tới trưa, nghỉ 20 ngày, cũng liền không kỳ quái. Furushi Minoru vẫn còn tiếp tục thương cảm, cho nên, ta mới muốn đem hắn dán tại cái này trước cửa sổ mặt, để hắn cũng hảo hảo trải nghiệm đây là dạng gì tư vị, nhìn xem loại này thê lương, bi thảm cảnh sắc còn có loại này tịch lưu cảm giác. Coi như hắn đem cái này quạng cu ẻ một màn coi trọng một trăm lần, cũng vô pháp trải nghiệm tâm tình của ngươi, ai hiêu sô so đi vào cửa, nhân loại sinh ra chính là độc lập mà khác biệt cá thể, vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được đối phương cảm thù, cho dù là có, cũng chỉ là bắt nguồn từ tưởng tượng cùng thay vào, cái gọi là lý giải, bất quá là bởi vì quan niệm nhất trí, bởi vì tương tự kinh lịch, bởi vì cô độc tịch mịch mà sinh ra cộng minh, trên thực tế, không có người nào có thể đối với. Người nào tâm tình cảm động thân thủ. Megu A. Hiện tại nói với Furushi Minoru, đối phương căn bản là không có cách hiểu ngươi, giống như có chút đã kích người. Bất quá hắn cũng không cách nào phản bác, cũng không thể che giấu lương tâm an ủi Furushi Minoru, ta cùng ngươi cảm thụ giống nhau như đúc ta. Genta thấp giọng nói, mặc dù nghe không hiểu ai Kaka đang nói cái gì, bất quá giống như rất có đạo lý bộ dáng. Ừm, Ayumi quay đầu hỏi Mitsukiko, Mitsukiko, ngươi nghe hiểu sao? Cái này. Mitsukiko gượng cười, ta cũng nghe không hiểu. Conan nghe được ba người xì xào bàn tán, lập tức cảm thấy buồn cười lại không còn gì để nói, tiểu hài tự chính là điểm này tốt, không có gì phiền não, nhưng là nghe không hiểu vì cái gì còn muốn cảm thấy có đạo lý a. À. Furushi Minoru ngơ ngác một chút, quay đầu cười khổ nói, có lẽ vậy, bất quá hắn đã chết, lại nói những này giống như cũng vô ích. Tốt, còn lại liền cùng ta đến đồn cảnh sát rồi nói sau. Megu Yujo nói. Lão bản, thật sự là thật có lỗi, Furushi Minoru lại đối Murama Akio xin lỗi, ta làm ra loại này tự tư sự tình, còn để nhà này rạp chiếu phim tại ngày cuối cùng mất mặt. Bây giờ suy nghĩ một chút, sẽ có hôm nay cũng là mệnh đi, Murama Akio tự dễu nói, kỳ thật tại hắn đến cái này trước đó, khách nhân của chúng ta liền càng ngày càng ít, giống chúng ta dạng này rạp chiếu phim, căn bản là không cách nào thu hoạch đến được hoan nghênh mới phim, vốn là nên đóng cửa, lại thêm phim nhựa nhiều, nhiều như vậy, dùng phim đến chế tạo mộng tưởng, có lẽ đã không đuổi kịp thời đại. Ai hiếu sô kiếp trước gặp qua phim phát triển, cho dù là TV, máy tính, điện thoại nhìn kịch, cũng không có để rạp chiếu phim đi vào mặt lộ, nếu như là mình. Có thể phân hai chạy bộ. Ai? Những người khác cùng nhau nhìn về phía Ai Hiyosho. Ayumi đang định phản bác Murama Akio, nghe vậy cũng tò mò trừng mắt nhìn, đem lời trước nén trở về. Bước đầu tiên, tìm đúng bán điểm, đặc sắc hóa. Ai Hiyosho thanh âm vẫn là nhất quán bình tĩnh, thu hoạch không đến trước mắt chính lửa mới phim cũng không quan hệ, lấy xem kinh điển, làm rạp chiếu phim đặc sắc. Murama lão bản tiếp xúc phim nhiều năm như vậy, chắc hẳn có không thấp dám thưởng trình độ, Đem kinh điển phim ảnh cũ đều lựa đi ra, ấn thuộc loại phân chia tốt, Tỷ như một tuần này là kinh điển phim kinh dị tiết một phát sóng tuần, cuối tuần là kinh điển hài kịch phiến tiết một phát sóng tuần, đem một tuần sắp xếp phiến đều, lập. Nếu như Muramer lão bản không có cách nào đạt tới lấy ra kinh điển giám thưởng trình độ, liền mướn người đi, danh tiếng rất trọng yếu. Conan khi còn bé nhìn qua phiến tử hiện tại cũng có thể phát ra, lấy không được mới phim phát ra quyền. Chỉ phát ra kinh điển phim ảnh cũ còn không được sao Murama Akio nghe được ngốc tại chỗ Nghĩ như vậy Xác thực có thể thực hiện Chỉ là vì cái gì lúc trước hắn liền không nghĩ tới Bước thứ hai Chế tạo Cũng cố ưu thế Ai Hiyosho tiếp tục nói Làm tuyên truyền Muốn để người biết nơi này có cái đặc sắc rạp chiếu phim Biết một tuần này tiết mục phát sóng chính là cái kia loại phim Để càng nhiều người chú ý nhà này rạp chiếu phim Không có tiền liền chậm rãi tích lũy danh tiếng đi mặt khác, phim ưu thế ở chỗ hình tượng, thanh âm, bầu không khí tạo thành xem ảnh thể nghiệm. đây là tivi, máy chiếu phim không cách nào sánh được. tài chính đầy đủ, có thể tại những phương diện này tiến hành tăng cường. tốt, tốt lợi hại. Mitsukiko nghe được con mắt có chút đăm đăm. Ayumi gật đầu, ta cũng cảm thấy xem phim bầu không khí cùng nhìn tivi là không giống. Genta kích động nói. Nếu như biết nơi này một tuần đều có kinh điển ra phim, ta khẳng định sẽ đến nhìn xem. Hai ba ai suy tư, chỉ có ra quá đơn điệu, có thể gia nhập mặt nạ siêu nhân loại hình phim ảnh cũ, tạo thành một cái thích hợp hài tử xem ảnh chủ đề tuần. Conan gật đầu, nếu có một cái xem thám tử kinh điển phim ảnh cũ chủ đề tuần, lại thêm biết nơi này sắp xếp phiến xác thực đều là kinh điển, hắn cũng sẽ nhịn không được tới xem một chút. Nếu là gặp được chưa có xem, bất kể như thế nào, liền một chữ, soát. Chưa có xem nhất định phải đều soát một lần. Nếu là gặp được trước đây thật lâu nhìn qua, nhưng cảm giác được rất kinh điển, cũng không phải không thể lại nhìn một lần. Ai gia hỏa này đầu óc buôn bán cũng hơi bị quá tốt rồi, trong khoảng thời gian ngắn nghĩ ra chủ ý, cũng đủ để cho một cái nhanh đóng cửa rạp chiếu phim khôi phục kinh doanh, thậm chí còn có nóng nảy khả năng. Lão bản Tomoso Yuriko chờ mong nhìn về phía Murama Akio. Murama Akio chần chờ, đề nghị này thực sự. Thực sự là quá quý giá, chúng ta. Cần đầu tư, ngày mai liên hệ ta. Ai Hiyosho xuất ra cuốn sổ, lưu lại tên của mình cùng số điện thoại, kéo xuống trang giấy đưa tới, một giờ chiều trước kia. Murama Akio nhẹ nhàng thở ra, nếu như Ai Hiyosho là rạp chiếu phim người đầu tư, chính là Ai Hiyosho vì mình rạp chiếu phim nghỉ kế, hắn cũng không cần cảm thấy có chỗ thua thiệt tiếp nhận trang giấy, ta ngày mai sẽ liên hệ ngài. Mặc dù ta không có cách nào lại đứng tại cái kia trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài, nhưng về sau cái kia cửa sổ bên ngoài cảnh sát, sẽ càng ngày càng náo nhiệt a. À, Furushi Minoru cảm khái một tiếng, lại đối Conan nói, đeo kính tiểu đệ đệ. Ngươi tất nhiên sẽ thao tác máy chiếu phim, liền mời ngươi hỗ trợ tiết mục phát sóng đi, bắt đầu tiết mục phát sóng sau ngươi có thể đi phòng chiếu phim cùng đồng bạn cùng một chỗ nhìn, tại tiết mục phát sóng kết thúc sau đến nơi đây quan bế máy móc là được rồi. Trong lúc đó Yuriko có thể giúp một tay nhìn xem, xem như ta để các ngươi mất hứng nhận lỗi, mời các ngươi tiếp tục đem hôm nay phim xem hết. Ừm. Conan gật đầu đáp ứng, hắn đã nhìn qua rất nhiều lần rồi, kỳ thật không nhìn cũng không quan hệ. Cảnh sát thu đội lúc trời đi, hai ba ai đi vào Conan bên cạnh, tiếp nhận quỷ thác sao. À, Conan có chút mộng. Hai ba ai nói, giúp ta cầm tới ai Show tên kia điện thoại đây chính là ta ủy thác ngươi muốn cầm điện thoại di động của hắn làm gì conan nghi hoặc lúc trước hắn đập hình của ta hai ba ai nói tổ chức biết ta khi còn bé bộ dáng nếu để cho những tên kia nhìn thấy hình của ta ngươi hẳn phải biết sẽ có hậu quả gì ngươi có thể trực tiếp nói với hắn để hắn đem ảnh chụp xóa bỏ a à? conan hỏi hai ba ai vừa nghĩ tới ta siêu hung ảnh chụp Lập tức đen mặt, hắn không xóa. Không nên à, bản nhân yêu cầu, như thế nào đi nữa? Conan dừng một chút, đột nhiên nhìn không được phốc phốc cười ra tiếng, nhìn có chút hả hê nói, ta nói hai ba, người sẽ không cũng bị tên kia chụp được cái gì vật kỳ quái đi. Hai ba ai dò xét Conan, tư, vật kỳ quái. Khục Conan ánh mắt nhẹ nhàng một chút. Lúc trước hắn chỉ cùng hai ba ai cùng Agasa tiến sĩ nói qua ai hiêu sô tại ghi chép hình ảnh của hắn, không nói ghi chép chính là hắn giả bộ tiểu hài tử hồ nháo, còn có ca hát hình ảnh, được rồi, ủy thác ta tiếp, dù sao ta cũng phải xác nhận một chút hắn còn có hay không giữ lại ta thu hình lại. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 42 Nơi này có cái không làm việc đàng hoàng bác sĩ thú y. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio phim tiếp tục chiếu phim. Hai ba ai không quên nhắc nhở ba đứa hài tử, cái kia rạp chiếu phim kinh doanh biện pháp, không thể nói ra à, nếu như bị người vượt lên trước dùng biện pháp này, nhà này rạp chiếu phim nói không chừng liền không có cách nào trở nên náo nhiệt. Ta đã biết. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không nói ra đi. Genta cùng Mitsukiko cam đoan. Ayumi cũng gật đầu nói, ta cũng sẽ không nói cho những người khác tại ba đứa hài tử lại đem lực chú ý chuyển tới phim bên trên về sau, hai ba ai lại nói với ai Hiosho thì thầm, ngươi liền không sợ nhà này rạp chiếu phim cầm ngươi biện pháp kinh doanh, lại khác ý ngươi đầu tư sao? Một nhà rạp chiếu phim mà thôi, ai Hiosho vẫn như cũ nhìn xem trên màn ảnh hình tượng, ở vào lợi nhuận trạng thái cũng kiếm không có bao nhiêu. Hai ba ai nhíu mày, thế nhưng là biện pháp này là ngươi nghĩ ra được. Ai Hiosho giải thích nói, ta chỉ là nghĩ kiểm tra một chút mình năng lực ứng biến, thay vào lão bản góc độ, suy nghĩ một chút liền nghĩ đến cái này biện pháp giải quyết. Hai ba ai? Nàng đều không ngại ai hiêu sô tồn nàng ảnh chụp đùa ác, vì ai hiêu sô thao nát tâm, kết quả ai hiêu sô hoàn toàn một bộ, đây đều là việc nhỏ, bộ dáng lãnh đạm. Tốt khí. Bất quá, không thể đầu tư quả thật có chút thua thiệt, có thể kiếm liền kiếm, bao nhiêu là điểm, ai sô nói, tiểu ai về sau quản gia khẳng định lợi hại. Hai ba ai tức sạm mặt lại, ngươi muốn nói ta là bà chủ sao? Ai Hiô Cảm ơn. Hai ba ai ngẩn người, khí thế trên người nháy mắt tan hết, yên lặng quay đầu nhìn màn ảnh. Hơn 5 giờ chiều, một đám người rời đi rạp chiếu phim, nửa đường đi ai hiêu chung cư tiếp một chút khi ca, lại đến Agasa tiến sĩ nhà. Conan một mặt bất đắc dĩ mang theo ba đứa hại tử chơi game không có cách, chuột tre ăn ngon, bất quá dết chuột tre loại sự tình này vẫn là đừng để tiểu hài tử nhìn thấy, hắn liền phụ trách tại Ai Hyosho xử lý chuột tre khoảng thời gian này, phân tán ba đứa hài tử lực chú ý. Agasa tiến sĩ đuổi theo Ai Hiêu cần hỗ trợ sao? Hai ba ai nhìn Agasa tiến sĩ một chút, trông cậy vào Agasa tiến sĩ còn không bằng trông cậy vào nạn, vẫn là ta đến giúp đỡ đi. Ai Hyosho suy nghĩ một chút, có hay không lưới điện? Ô, chuột tre muốn dùng lưới điện vết sao? Agasa tiến sĩ kinh ngạc, hồi tưởng một chút, giống như không có, bất quá ta chỗ này có công cụ, có thể đi làm một cái, rất đơn giản. Không có lưới điện, ống kim ống chích cũng được, ai Hiyosho đem Hika sách ra, phóng tới cái thớt gỗ bên cạnh, chủ yếu là muốn cho Hika biểu diễn một lượt, hôm qua biểu diễn dìm nước đồ tể phát, chính là đem chuột tre chứa ở lòng bên trong bỏ vào trong nước chết đuối, hôm nay ta nghĩ biểu diễn một lượt những phương pháp khác hika một mặt mộng bức không 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 kỳ thật nó tuyệt không muốn nhìn biểu thị ngẩng đầu đối đầu ai hiyosho lãnh đạm bình tĩnh ánh mắt tốt a à, nó muốn nhìn chỉ cần không cần nó biểu thị là được agasa tiến sĩ cũng mồ hôi một chút cho một con rắn biểu thị dết chuột tre phương pháp hắn cảm thấy cái này não mạch kín thật là kỳ lạ Ta nhớ được tiến sĩ trong phòng thí nghiệm có ống kim ống chip, hai ba ai hỏi, chỉ cần ống chip là được rồi sao? Agasa tiến sĩ. Ống kim ống chip loại vật này, chỗ của hắn mới không có, rõ ràng là hai ba trong phòng thí nghiệm cho chuột bạch dùng. Nếu có lục hóa Susamentian Chloric. Ai tránh đi chuột tre răng, xách ra một con chuột tre ra, liều lượng là một kg thể trọng một hào khắc, chuẩn bị ba hào khắc, nếu như không có, chỉ cầm ống kim ống chip cũng có thể. Có lục hóa Susamentian Chloric, ta đi lấy. Hai ba ai xoay người đi mình phòng thí nghiệm. Agasa tiến sĩ mồ hôi, làm đồ ăn làm sao cảm giác theo vào phòng thí nghiệm không sai biệt lắm, cái này lục hóa Susamentian Chloric. Cũng chính là cơ ngang lỏng thuốc Sukinilicho, ai Hiosho giải thích, chuột tre trước khi chết không thống khổ không dãy dùa, sẽ không đối da lông tạo thành tổn thương gì, sau khi chết còn sót lại tại thể nội dược vật cũng không có độc, không ảnh hưởng dùng ăn. Cái này, dạng này a. À. Agasa tiến sĩ xoa xoa mồ hôi trên đầu. Hai ba ai rất nhanh cầm ống kim ống chích tới, lục hóa Susamentian Chloricta đã hút vào, ba hào khắc. Conan vừa lấy cớ lên nhà cầu, tạm thời thoát khỏi mang hài tử chơi game buồn rầu, trở về đi ngang qua lúc, liền thấy một màn này. Ba người này là muốn làm gì? dược vật chí tử đồ tể pháp ai Hyosho tiếp nhận ống kim ống chip dứt khoát cho chuột tre tới một châm sau đó đem chuột tre ném vào rửa rau trong ao rất đơn giản agasa tiến sĩ liếc qua không có động tỉnh chuột tre quả nhiên là không thống khổ không dãy dùa, chết được cũng quá nhanh hai ba ai còn nghiêm túc phân tích một câu cùng nhân loại đột tử không sai biệt lắm đúng ai Hyosho lại đối hika nói kế tiếp là xương cổ bẻ gãy đồ tệ pháp nhìn kỹ đối ngươi hữu dụng. Hika trừng mắt một đôi xà nhãn, biểu thị mình rất chân thành đang nhìn. Ai Hyoso lại cầm lấy một cái khác chuột tre, đem chuột tre đầu về sau lưng phương hướng rồi, lại hướng phía trước đẩy. Két. Một trận thanh thúy tiếng gãy xương. Thủ pháp chuyên nghiệp, chuột tre chết được rất an tường. Ai Hyoso đem cái này chuột tre cũng ném vào rửa rau ao, cũng rất đơn giản. Ai tiên sinh tự như là học động vật y học. Agasa tiến sĩ nhìn không được hỏi. Động vật y học chẳng lẽ không phải giáo phán đoán động vật tật bệnh, cứu chữa động vật sao? Hắn có phải hay không đối động vật y học nhận biết không đủ? Vâng, Ai sô quay đầu, sao rồi? Ách, không có gì, Ai tiên sinh quả nhiên đối động vật hiểu rất rõ. Agasa tiến sĩ nhẹ gật đầu, thấy Ai sô quay đầu đi thanh lý hai con chuột tre, mới dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía Hika ca cảm nhận được agasa tiến sĩ ánh mắt trong lòng có chút cảm động không dễ dàng a à, cuối cùng có người sẽ cân nhắc đến tâm tình của nó agasa tiến sĩ nghĩ là còn tốt con rắn này cái gì cũng không biết không phải bày ra như thế người chủ nhân mỗi ngày nhìn cái gì động vật đồ tể pháp cái này rắn là sắp điên chuột bạch cũng có đoạn nơi cổ lý pháp xem ra loài chuột xử lý đều không khác mấy hai ba ai ngược lại là tương đối bình tĩnh trong đầu đem chuột bạch cùng chuột tre vẽ ngang bằng, khác nhau chỉ là một cái là thí nghiệm vật dụng, một cái là nguyên liệu nấu ăn, xin chuột tre thịt có thể cho ta một chút sao? Ai sô -so đáp ứng, đương nhiên có thể, bất quá ngươi muốn làm gì? Ta nghĩ kiểm trắc một chút chuột tre trong thịt thành phần, hai bà ai cảm thấy rất hứng thú, nói không chừng có thể rút ra ra cái gì sinh hóa dược vật thành phần. Có thể rút ra, những bộ phận khác cũng cho ngươi, ai -so cũng không ngẩng đầu lên dọn dẹp chuột tre, ngươi đi lấy vật chứa, ta giúp ngươi cắt chém. Hai ba ai lại cộc 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 chạy tới mình phòng thí nghiệm, cầm không ít đã khử trùng bình thủy tinh trở về, không có thích hợp hàng mẫu rương, những này có thể chứ. Ngươi cảm thấy thuận tiện là được, ai hiêu so thuần thuộc đem lột da chuột tre giải phẫu, đem đại não, gan, mở loại hình từng cái bỏ vào trong thùng, nghe nói có thể rút ra cây đay chua, gấp rút lá gan tế bào chất kích thích, xương sụn kháng ung thư hoạt tính thừa số đám hóa học dược vật thành phần, bất quá ta không có mình kiểm trắc, rút ra qua. Hai ba ai như cái chờ lấy lĩnh đường tiểu hài tử, nghiêm túc mà khéo léo chờ ở một bên, ta thử một chút, có kết quả rồi có thể nói cho ngươi. Agasa tiến sĩ nhìn một hồi, yên lặng sờ đến trước máy truyền hình nhìn một đám hài tử chơi game. Hắn luôn cảm thấy cùng bên kia hai người không hợp nhau. Hika Mitsukiko nhìn thấy đi theo lẻn qua tới Hika, thấy nhiều cũng không sợ, chần chờ một chút, không dám đưa tay sờ, đem trong tay trò chơi tay cầm phóng tới trên mặt đất, ngươi muốn chơi sao? Cùng Mitsukiko máy chơi game PK Conan nói, Mitsukiko, rắn là sẽ không hiểu. Hika bơi đi, chống lên tiền thân nhìn chầm chầm màn hình TV, cái đuôi lượn quanh một chút máy chơi game tay cầm, lại cầm cái đuôi ba ba lắc tại ấn phím bên trên, cuốn, vung, vung, cuốn, cuốn, vung. Hù chết trắng, nó muốn chơi game phát tiết một chút trong trò chơi, Conan khống chế nhân vật dê dê. Tốt à, Genta tiến lên tiếp nhận Conan trong tay trò chơi tay cầm, tiếp xuống nên ta cùng Hika chơi. Mitsukiko cũng cười nói, Conan, ngươi chơi đùa thế mà còn chơi không lại Hika, về sau nhất định phải hảo hảo luyện tập, mới sẽ không ném chúng ta đội thám tử nhí mặt nha. Conan một mặt lộn xộn quay đầu nhìn bên kia làm đồ ăn bóng người, Ai Hiyosho, nhà người rắn thành tinh á. Mãi cho đến lúc ăn cơm, Hika đã hoàn thành năm liên trảm Conan, Mitsukiko, Genta, Ayumi sa luân chiến liên tiếp bại số vọng về sau còn đem hai ba ai cũng kéo tới cùng Hika pk hai thanh kết quả là trên bàn cơm chủ đề liền biến thành Mitsukiko Hika thật là lợi hại Genta không được không thể nhận thua ăn cơm xong Mitsukiko Thế nhưng là Gen Ta người ghi chép đều bị Hika phá mất, còn vượt qua rất nhiều ai. Gen Ta ghi chép thấp nhất chính là Conan đi, hắn là trước hết nhất bị vượt qua. Nằm cũng trúng đạn Conan. Misukiko, ừm, chúng ta có thể thay cái trò chơi thử một chút, bất quá Conan đổi cái gì trò chơi đều không được. Lại lần nữa nằm cũng trúng đạn Conan. Ui ui, không sai biệt lắm có thể a. À? Ai Hiyoso ngược lại là phát hiện Ayumi không có tham dự thảo luận, tinh thần cũng không tốt lắm dáng vẻ, để đổ xuống, Ayumi không thoải mái sao. Ừm. Ayumi mình cũng ngây thơ, cảm giác không có gì khí lực, cuốn họng có chút đau nhức, cũng không thế nào muốn ăn đồ vật. Những người khác cũng không ầm ĩ. Mitsukiko suy đoán, có phải là hôm nay chơi mệt rồi. Ai Hiyoso vô ý thức nhìn về phía vòng ở trên ghế salon nhìn TV Hika, bất quá không đúng bị hika cắn được không chỉ là không còn khí lực mà là sẽ trực tiếp không động được agasa tiến sĩ có nhiệt kế sao ta đi lấy hai ba ai lại cộc 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 chạy hướng mình phòng thí nghiệm có đèn pin sao ai hiyosho lại hỏi conan mở ra trên đồng hồ đèn chiếu sáng đưa tới cái này có thể chứ có thể ai Hyoso tiếp nhận đồng hồ đứng dậy đi lên trước tại ayumi trước ghế ngồi xuống ayumi há mồm, a. À. Ayumi đã hiểu, đi theo nhìn thầy thuốc đồng dạng há mồm, a, à. ai tiên sinh, ngươi học chính là động vật y học đi. Agasa tiến sĩ luôn cảm thấy là lạ. Vâng, bất quá Amidan sưng to lên ta vẫn là có thể nhìn thấy, ai Hyoso dùng đồng hồ chiếu sáng nhìn một chút, lưỡi ngạc cung hiện lên tràn ngập tính sung huyết, ẩn ổ miệng có thể thấy được hoàng, màu trắng phó mát dạng điểm trạng vật, Amidan nhiễm trùng, hẳn là cảm mạo nóng sốt ai kaka lần trước còn giúp hát kaka chữa khỏi xương trật khớp so bệnh viện thầy thuốc còn lợi hại hơn đâu conan cũng thay ai hiyosho nói một câu từ lần trước hát tori bị nhẹ nhõm chữa khỏi về sau hắn đã cảm thấy ai hiyosho đối người chứng bệnh cứu chữa cũng rất có một bộ agasa tiến sĩ không lời có thể nói yên lặng nhìn thoáng qua ai hiyosho nơi này có cái không làm việc đàng hoàng bác sĩ thú y tại áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 43. Rất tốt, đủ hung ác. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Hai ba ai trong năm việc gia đình dự bị hầm thuốc chữa bệnh sách ra, lật ra nhiệt kế, cho Ayumi đo một chút nhiệt độ cơ thể, quả nhiên có chút phát sốt. Mitsukiko mặc lộ vẻ vẻ lo lắng, có thể là hôm nay trong rạp chiếu phim hơi lạnh mở quá lớn. Conan quay đầu hỏi Agasa tiến sĩ, tiến sĩ, nơi này có thuốc cảm mạo sao? Agasa tiến sĩ tại hầm thuốc chữa bệnh bên trong tìm kiếm một chút, chỉ tìm tới băng gạc, thuốc cầm máu, nước khử trùng cùng trợ tiêu hóa thuốc, có chút ảo não, tự như là lần trước đã ăn xong về sau, ngày thứ hai ta quên đi mua. Các ngươi đi trước ăn cơm, Ai Hiyosho đứng lên nói, Ayumi chờ một lát, ta làm cho ngươi bí đỏ cơm, ăn cơm sớm một chút đưa ngươi về nhà. Ừm. Ayumi nhu thuận gật đầu, quay đầu đưa mắt nhìn Ai Hiyosho đi làm sau bữa ăn, đột nhiên thở dài. Thế nào a, à, Ayumi? Mitsukiko nghi hoặc. Ayumi mang trên mặt một chút ước mơ, nếu là ai kaka là Ayumi Kaka liền tốt. Hai ba ai vừa đem nhiệt kế thả lại hầm thuốc chữa bệnh, định đem Agasa tiến sĩ lật loạn thuốc một lần nữa chỉnh lý, nghe vậy, thu thập hầm thuốc chữa bệnh động tác dừng lại. Thì ra là không chỉ nàng một người sẽ như vậy nghĩ sao? Rất nhiều lần tại trong cơn ác mộng bừng tỉnh, nàng đều đi gặp ngẫm lại tỷ tỷ của mình, cũng sẽ suy nghĩ nghĩ ngày đó tỉnh lại lúc có thế đụng tay đến ấm áp thoải mái dễ chịu, tâm liền sẽ dần dần bình tĩnh trở lại. Tỷ tỷ là cái rất ôn nhu người, cũng quá mức ôn nhu, mà Ai Hiêu Sô -so không có rõ ràng như vậy biểu hiện, lại có thế thần kỳ đem ấm áp cùng an tâm hỗn hợp với nhau. Nàng chưa từng có đem Ai Hiêu Sô -so hướng nam nữ tình yêu phương hướng suy nghĩ, chỉ là có nghĩ qua, nếu như Ai Hiêu Sô -so có mùi mùi, nữ hài kia nhất định rất hạnh phúc. Tiếp theo nghĩ đến, nếu như không chỉ là nàng cùng tỷ tỷ hai người liền tốt, nếu có ai hiếu sô một người như vậy tại, có người khi dễ các nàng thời điểm, hắn nhất định sẽ đứng ra. Nàng trước kia nhìn thấy có nữ hài bị huynh trưởng hoặc đệ đệ bảo hộ ở sau lưng, nàng chưa từng ghen tị, tỷ tỷ là một cái tốt tính lại ôn nhu người, như vậy nàng liền nên là đứng ở phía trước giận dữ mắng mỏ người khác một cái kia, nàng cũng có thể làm được thế nhưng là từ khi gặp được Ai Hi về sau nàng mới phát hiện nguyên lai mình cũng sẽ hâm mộ cũng có chút minh bạch coi như nàng cố gắng vũ trang lấy mình đứng ở phía trước nhưng vĩnh viễn không cho được kia phần an tâm chỉ sợ tỷ tỷ nàng cùng nam nhân kia cùng một chỗ thời điểm cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới chịu ủy khuất sau lưng ta còn có người nhà mà là hắn nhất định có thể bảo vệ tốt mùi mùi của ta ta bởi vì tại tỷ tỷ trong lòng nàng bất kể như thế nào cũng phải cần bị chiếu cố muội muội bất quá ghen tị cũng tốt khổ sở cũng được nàng cuối cùng không phải ai hiyosho muội muội cũng không phải ayumi dạng này thuần chân tiểu nữ hài, chỉ là cái sẽ cho người khác mang đến nguy hiểm cùng phiền phức người ayumi bị hai ba ai phức tạp ánh mắt chầm chằm đến không được tự nhiên lại nghĩ tới hai ba ai thái độ đối với ai hiyosho vội vàng giải thích nói hai ba đồng học ta không phải nghĩ chiếm lấy cũng không phải muốn cùng ngươi đoạt ca ca chỉ là chỉ là, hai ba ai không có kịp phản ứng, cái gì chiếm lấy? Cái gì đoạt ca ca? Ayumi chỉ là nửa ngày cũng không nghĩ tới làm như thế nào giải thích, có chút gấp, nhảy xuống cái ghế kéo hai ba ai, ngươi đi theo ta. Chờ đã, chờ một chút, hai ba ai không có đuổi theo Ayumi mạch suy nghĩ, đi làm cái gì? Đi nói cho ai ca ca, ngươi cũng phải ăn bí đỏ cơm. Ayumi một mặt kiên định lôi kéo hai ba ai đi. Ý nghĩ của tiểu hài tử rất đơn giản, nàng cảm thấy hai ba ai là cho rằng nàng muốn cướp Kaka, sau đó Ai Hyoso lại chỉ cấp nàng làm bí đỏ cơm, cho nên không vui. Nàng không biết giải thích thế nào, vậy liền để Ai Hyoso cũng cho hai ba ai làm bí đỏ cơm chín rồi hai ba ai tiếp tục mờ mịt. Tại sao lại cùng bí đỏ cơm dính líu quan hệ rồi? Bên cạnh bàn, Genta, Mitsukiko cùng Conan cũng không hiểu ra sao nhìn xem hai cái nữ hài tử bóng lưng xảy ra chuyện gì? Ai Hyosho vừa đè xuống nồi cơm điện ấn phím, liền thấy Ayumi lôi kéo hai ba ai tới, thế nào? Ayumi thấp giọng cổ vũ, nói đi, hai ba đồng học. Hai ba ai tức sạm mặt lại, ta cũng phải ăn bí đỏ cơm, loại này giống như là tiểu nữ hài nũng nịu nói lời, nàng làm sao nói ra được. Mà lại Ayumi vì sao lại cảm thấy nàng muốn ăn bí đỏ cơm? Bất quá! Ai Hyosho thiên vị, nàng xác thực không muốn bị vứt xuống. Xoắn suýt một chút, ngửa đầu, nháy mắt biến thành bình tĩnh mặt. Cái kia bí đỏ cơm, ta nghĩ nếm thử. Ta làm một người lớn phần, hẳn là đủ hai người các ngươi ăn. Ai hiêu quay người tựa ở xử lý bên bàn, lấy điện thoại di động ra, giải tỏa, lên mạng nhìn một chút thưởng kim bản. Mới nhất đổi mới tiền thưởng có hai cái, trong đó một cái là đang lẫn trốn cường đạo tội phạm giết người, Hôm qua tại hai đô chi huy nhập thất cướp bóc sau sát hại chủ nhà, cảnh sát đã khóa chặt hiềm nghi mục tiêu, còn đem điều tra đến chính diện chiếu phóng ra. Đến nay còn tại trốn, tiền thưởng 900 ngàn yên. Hắn nhớ kỹ có một đoạn kịch bản là Ayumi Cảm Mạo sau ở nhà một mình, vừa vặn gặp được nhập thất cướp bóc phạm. Trước đó nhìn thấy Ayumi Cảm Mạo vẫn chỉ là có chút hoài nghi, nhìn thấy cái này tội phạm truy nã về sau, hắn có thể xác định chính thành mặc dù cái kia xâm nhập Ayumi nhà người, cũng không phải là bị truy nã cái kia cướp bóc tội phạm giết người, nhưng loại tình huống kia cũng thật hù dọa người. Đêm mới nhất công bố điều tra tin tức xem hết, Ai Sô dọn dẹp vết tích, thu hồi điện thoại sắp xếp gọn. Cái này tội phạm truy nã không nhiều lắm hy vọng có thể bắt lấy, hôm qua phạm án, đến tối mai hẳn là liền sẽ tại địa phương khác bị tóm, hiện tại rất có thể đã rời đi Tokyo. Xâm nhập Ayumi nhà cái kia, không biết có hay không án cũ, bất quá cho dù có, đoán chừng cũng không đáng tiền. Ai ca ca? Conan không biết lúc nào cũng vút qua đến, thấy ai hiêu ánh mắt chuyển dời đến trên người mình, mới chỉ chỉ phòng khách một bên khác, điện thoại di động của ngươi có thể hay không mượn ta một chút a à, Agasa tiến sĩ điện thoại chính hắn tại dùng, hắn gọi điện thoại cho Ayumi mụ mụ nói tình huống, điện thoại di động của ta không có điện, trong phòng khách máy riêng Genta bọn hắn muốn dùng, Ta muốn đánh điện thoại cùng Mori thúc thúc cùng tiểu trang tỷ tỷ nói một tiếng, đợi lát nữa trước đưa. Ayumi trở về, đợi lát nữa muộn một chút lại về nhà. Lý do rất đầy đủ. Ai Hiosho lấy điện thoại di động ra, tắt máy, lấy súng chứa đựng thẻ, lại khởi động máy, giải tỏa, đưa di động đưa cho Conan, suy nghĩ còn tung bay một chút. Cũng không biết lúc nào có thể thay đổi smartphone. Conan nhìn một chút điện thoại, lại nhìn một chút ai trong tay chứa đựng thẻ. Rất tốt, đủ hung ác. Yên lặng tiếp nhận điện thoại, đi đến một bên gọi điện thoại. Thư dịp ai xoay người đi nhìn nồi cơm điện bên trong bí đỏ cơm, hai bà ai trôi qua lặng lẽ, chờ Conan cúp điện thoại, mới nói khẽ, có hay không xác nhận qua. Chờ một chút. Conan mở ra điện thoại album ảnh, video, quả nhiên sạch sẽ, cái gì cũng không có, theo văn kiện bên trong cũng không tìm được bất luận cái gì ảnh chụp hoặc video, miễn cưỡng nhìn xuống lòng hiếu kỳ, không có đi lật địa phương khác. Hai ba ai vốn là không có báo hy vọng, cũng không có đặc biệt thất vọng, chỉ là nghĩ mãi mà không rõ, tìm một cơ hội lấy được điện thoại mặc dù phiền toái một điểm, nhưng dù sao cũng sao trực tiếp hỏi hắn muốn tốt a à. Ta chỉ là thử một lần mà thôi, nếu là hắn không phòng bị, liền có thể thừa cơ tiêu hủy ảnh chụp cùng video, nếu là hắn có chỗ phòng bị, ta cũng có thể trước xác nhận một chút điện thoại di động của hắn mật mã cho nên ta mới đặc biệt tại hắn đưa di động lắp trở lại về sau lại đi qua mượn điện thoại chỉ cần hắn ở trước mặt ta giải tỏa căn cứ ngón tay hắn di động phương hướng cùng hoạt động biên độ liền có thể đoán ra được conan đem ai Show điện thoại khóa lại sau đó lại sáng bình phong lúc ấy hắn dùng tay phải một tay cầm điện thoại giải tỏa có thể dùng đến chỉ có tay phải ngón tay cái nhìn ngón tay hoạt động biên độ cùng di động quỷ tích trước ba chữ số bên phải phía dưới, thứ hai, cái thứ ba số lượng lặp lại, vị trí dựa vào hạ, cái thứ nhất tại thứ hai, cái thứ ba con số phía bên phải, cái thứ tư số lượng ngón tay hoạt động biên độ lớn nhất, vị trí ở bên trái phía trên, như vậy. Nói, Conan rất quả quyết thâu nhập 9001, giải tỏa thành công. 23 ai? Về sau không thể làm thám tử mặt giải tỏa điện thoại, dù là không có bị nhìn thấy chính diện cũng giống như vậy kỳ thật 9001 cùng 9881 cũng có thể, nhưng bởi vì ai anh văn là phun, 9001 khả năng phải lớn một điểm, hắn thật đúng là có đủ nhàm chán, Conan nàng lại đem điện thoại khép lại, tự tin cười nói, bất quá hiện tại khả năng không cần điện thoại mật mã, đã xác nhận ảnh chụp cùng video tồn tại chứa đựng trong thẻ, chúng ta nghĩ biện pháp cầm tới chứa đựng thẻ. Tuy tiện cất vào một cái điện thoại di động bên trong liền có thể xóa bỏ những vật kia vậy nếu như chứa đựng trong thẻ văn kiện bị thiết trí mật mã đâu hai ba ai hỏi có nan sờ lên cầm nghiêm túc suy tư rất nhiều người vì thuận tiện ký ức sẽ không đem mật mã thiết trí thành không liên quan đến mình số lượng hoặc chữ cái trước tiên có thể dùng điện thoại di động của hắn mật mã thử một chút chỉ cần sẽ không thiết trí đưa vào sai lầm sau tự động khóa chặt hoặc thanh lý cho dù có mật mã cũng có thể từng cái thử qua đi thực sự không được còn có thể dùng giải mã thủ đoạn cưỡng chế giải khai mật mã. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là lấy trước đến chứa đựng thẻ. Hai ba ai quay đầu nhìn xử lý đài bên kia, phát hiện ai hiêu vừa vặn nhìn qua, bị nhìn chăm chú đến, không hiểu chột dạ, lập tức bỏ đi trực tiếp đoạt chứa đựng thẻ ý nghĩ, vậy thì giao cho ngươi. Cô nàng có chút ngoài ý muốn, ngươi không có ý định hỗ trợ sao? Hắn đối ta có phòng bị tâm, là ngươi, Nói không chừng có thể thừa dịp hắn không chú ý đem chứa đựng thẻ. Tiểu ai, hỗ trợ cầm chén lấy tới, bí đỏ cơm chín rồi. Bên kia ai hiêu so kêu một tiếng. Ta đã biết. Hai bà ai quả quyết đi lấy bát. Con nàng. Vì cái gì có loại mình tại một mình tác chiến thê lương cảm giác. Lần nữa ăn cơm, mọi người lo lắng Ayumi thân thể, tâm tình không tốt lắm, bất quá. Vẫn là đem đồ ăn đều đã ăn xong sau đó một bên tiêu thực một bên len lén liếc một chút hai cái nữ hài tử trong chén bí đỏ cơm kia cổ thơm ngọt bí đỏ vị nghe liền rất muốn nếm thử cũng may hai cái nữ hài tử tốc độ cũng không có chậm quá nhiều sau một phút đem cơm đều giải quyết hết cuối cùng agasa tiến sĩ cùng hai ba ai phụ trách thu thập ai Hyoso cũng phải về hai đô chi huy liền tiện thể đem những người khác cũng đưa trở về trên đường Ai Hiyosho còn tiếp đến Kuroba Kaito điện thoại, nghe được Kuroba Kaito đi nói loại rắn trại chăn nuôi mua 20 cân ếch xanh, trực tiếp báo chuột tre nuôi dưỡng điểm địa chỉ, để Kuroba Kaito đưa qua. Kuroba Kaito nghe Ai Hiyosho nói đang lái xe, cũng không có nhiều trò chuyện, nói rõ sự tình liền cúp điện thoại. Có năng ngồi ở ghế sau, toàn bộ hành trình lưu ý lấy Ai Hiyosho điện thoại, hắn ngược lại là muốn thử xem có thể hay không lặng lẽ lấy tới, bất quá ai có thể nói cho hắn biết, Hika vì sao lại từ ai cổ áo bên cạnh thăm dò nhìn chầm chầm vào hắn. Từ lên xe đến hiện tại hơn 20 phút, mắt cũng không chớp cái nào. Tốt à, rắn xác thực không có cách nào chớp mắt, nhưng cũng không cần một mực nhìn lấy hắn đi, quái khiếp người. Ai gia hỏa này sẽ không là đoán được hắn còn muốn đối thủ cơ hạ thủ, cố ý để sủng vật nhìn chầm chầm hắn a. À. Mà trên thực tế, Hika một mực tại nói dông dài ta vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, hắn đến cùng là thế nào biến thành tiểu hài tử, nhìn tới nhìn lui, cùng những đứa trẻ khác cũng không có gì khác biệt nha. a, à, hắn vì cái gì một mực len lén liếc ta? chủ nhân, hắn lại len lén liếc ta, ánh mắt thật kỳ quái, có phải là đang đánh cái gì ý nghĩ xấu? lại tới, lại tới, hắn cùng Mitsukiko nói chuyện đều đang len lén ngắm ta. nếu là hắn động thủ với ta, ta có thể phản kích sao? đúng rồi, chủ nhân, ngươi nói nếu là ta cắn hắn một cái, có thể hay không biến trở về ấu rắn kỳ. Ai sô chuyên chú nhìn đường lái xe. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 44 Đây là một con ổn trọng quả đen. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Sáng sớm hôm sau, Ai Hiyo Sô như thường lệ đi ra ngoài luyện công buổi sáng. Ngày mới sáng, trong công viên cơ hồ không nhìn thấy bóng người tại hắn trong tai động thực vật tiếng nói chuyện có đôi khi cùng nhân loại không có gì khác biệt nhiều người huyên náo hoàn cảnh bên trong rất khó phân biệt ra được có hay không động thực vật nói chuyện sáng sớm mười phần thanh tịnh không có tiếng người quấy nhiễu cái khác thanh âm cũng biến thành rõ ràng nội thành bên trong thực vật có rất ít nói chuyện động vật bên trong một chút mèo mèo chó chó có thể nghe được tiếng nói chuyện không ít nhưng chỉ là ngẫu nhiên một đôi lời luận kỳ dị trình độ mà nói kém xa cổ bão phụ cận trong rừng rậm động thực vật khi đó hắn cơ hồ mỗi ngày đi rừng rậm huấn luyện cũng đã gặp không ít có ý tứ động vật một gốc không biết sinh trưởng bao nhiêu năm dây leo mặc dù đối với nhân loại không hiểu rõ nhưng đối kia một vùng động vật thực vật có thể nói là như lòng bàn tay một thứ từ nơi xa nhảy lên qua kêu một tiếng vừa rồi cái kia là cái gì lớn hầu tử hồ ly còn có một đám thích tại cây ở giữa đùa dẫn con sóc bên trong có hai con con sóc thường xuyên một bên nhìn một bên hiếu kỳ nghị luận còn thỉnh thoảng tú cái ân ái mà trước mắt hắn có thể nghe được tiếng nói chuyện nhỏ nhất sinh vật đại khái chính là con kiến đáng tiếc hắn chỉ nghe được rất gần địa phương truyền đến một câu trời làm sao đen sau đó liền không có sau đó sau đó chỉ ở dưới chân tìm tới năm con con kiến thi thể cũng không biết là con nào mở miệng nói chuyện Hắn không có ý định đem có thể nghe được tiếng nói chuyện động thực vật đều đem đến bên người, hầu ở bên người một hai cái là đủ rồi, còn lại không bằng để cuộc sống tự do, nói không chừng lúc nào liền có thể cho hắn cung cấp một chút tin tức hữu dụng. Người tốt, cần cù nhân loại. Trên không, một con quạ đi ngang qua, tự hồ không có trông cậy vào đạt được đáp lại, rất tiêu sái hướng một cái cây bay đi. Tokyo quạ đen không ít, thường xuyên thành quần kết đội ẩn hiện, đơn độc hành động rất ít. Ai so cảm thấy mới lạ, bất quá cũng chỉ là lưu ý một chút, bước chân không có dừng lại, tiếp tục chạy về phía trước, ngươi cũng tốt, cần cù quả đen. Rầm rầm. Sau lưng truyền đến một thanh âm vang lên. Quả đen đụng phải nhánh cây ở giữa, ngẩng đầu nhìn tung bay lá cây, lại quay đầu nhìn Ai Hiyo so bóng lưng, tinh hồng trong mắt tràn đầy mờ mịt. Trùng hợp A. Hika tại tiểu đạo bên cạnh trên đồng có du động, đi theo ai Sô thường ngày luyện công buổi sáng nhìn thấy về sau phốc phốc một chút cười ra tiếng xõa điểu quả đen nhìn thấy hika về sau nghiêng nghiêng đầu giống loài ở giữa ngôn ngữ chướng ngại để nó không biết hika đậu đen rau muống nhãn châu xoay động quay đầu bay về phía ai Sô, tại ai Sô trên đầu xoay quanh nhân loại đáng thương ngươi phải xui xẻo nghe ta mau chóng rời đi chỗ này đây là một con linh tính không thấp ngay tại nhàm chán quả đen Ai Sô vẫn tại trên đường nhỏ chạy chậm, phụ cận có cái gì nguy hiểm không? Ngươi thật có thể nghe hiểu ta nói chuyện. Quả đen thanh âm bén nhọn, vỗ cánh như gió bay đi, quái vật gì? Hù chết chim. Ai Hiô Sô im lặng dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Quả đen đã bay xa, cũng không quay đầu lại hô, có đầu rắn đi theo phía sau ngươi, chạy mau đi. Hika cùng lên đến, mới mới mở miệng liền mừng rỡ trên đồng có lăn lộn, ha 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 chủ nhân, vừa rồi con quạ đen kia bị ngươi dọa đến đâm vào trên nhánh cây, chết cười rắn. Cũng quá ngu đi. Ha ha ha. Ngươi không thấy được, nó quay đầu nhìn ngươi bóng lưng bộ dáng thực sự buồn cười quá. Ai hiêu sô quay đầu, nhìn thấy chính Hika điên cuồng xoay thành các loại kỳ kỳ quái quái tư thế, liền cùng trúng độc, trầm mặt. Ha 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 nấc. Hika cười cười phát giác thông khí không thuận, mờ mịt vùng vẫy một hồi, cúi đầu nhìn xem đem mình cuốn thành kỳ quái tư thế một đoàn rễ cỏ, lục dây leo, lại ngẩng đầu nhìn Ai Hyosho, chủ nhân. Ai Hyosho thở dài, ngồi sống người xuống, hỗ trợ đem kia một đống rễ cỏ cùng dây leo giật ra, chờ Hika đem mình đánh thành kết thân thể triển khai, mới đem Hika cầm lên đến, trở tay bỏ vào áo jacket mũ bên trong, đại ca đừng cười nhị ca. Làm một con rắn, thế mà có thể đem mình chơi đến cuốn lấy không giải được, cũng là không có người nào luyện công buổi sáng về đến nhà, Ai Hiyosho liên tiếp đến Murama Akio điện thoại, hẹn hắn đàm đạp chiếu phim chuyện đầu tư. Gọi điện thoại cho oama Wataru, để oama Wataru an bài người thích hợp cùng mình đi một chuyến. Đầu tư đàm rất nhanh, cơ hồ không có trì hoãn, một phương sách, một phương đồng ý, rất nhanh liền xác định đầu tư kim ngạch cùng chiếm cổ bao nhiêu. Ai Hiyosho chiếm 60% cổ phần, xem như chân chính người nói chuyện bất quá hắn không muốn đem thời gian tốn tại rạp chiếu phim bên trên. Murama Akio tiếp tục làm rạp chiếu phim lão bản, có quyền quản lý, cụ thể kinh doanh từ Oyama Wataru đi thông báo tuyển dụng người thích hợp đến phụ trách. Lão gia tử tính cách xác thực không quá thích hợp kinh doanh, mà lại niên kỷ cũng lớn, tinh lực có hạn, rất sẵn khoái đáp ứng. Trước mắt muốn đối rạp chiếu phim tiến hành sửa chữa cùng thay đổi phần cứng công trình, bởi vì không xác định lúc nào có thế một lần nữa gây dựng, Tuyên truyền an bài bị Ai đẩy sau. Hết thấy thuận lợi, bất quá Ai sau khi ra cửa phát hiện mình tự hồ bị quả đen để mắt tới. Ra rạp chiếu phim, cách đó không xa một tòa tầng hai lầu nhỏ mái nhà, đứng tràn đầy một dãy lớn quả đen. Hắn nhìn sang lúc, liếc mắt liền thấy buổi sáng gặp phải con kia mắt đỏ quả đen, con hàng này đứng tại tiêu chuẩn xe vị bên trên, còn dùng cánh đem một cái hướng bên người góp đồng loại chụp được đầu tường, đừng loạn lắc, xem thật kỹ oyama wataru lái xe đưa hắn trở về lúc con quạ đen kia lại có chút khí thế hô một tiếng ta trung thành thủ hạ nhóm đuổi theo sau đó hơn hai mươi cái quạ đen lập tức phần phật bay lên không trung một đường đi theo xe ai hiyosho về đến nhà không đầy một lát lại là một dãy lớn quạ đen rơi vào trên ban công tốt chính là cái này một nhà không sai mắt đỏ quạ đen từ cửa sổ nhìn thấy ai Hioso về sau nhẹ gật đầu chỉ huy xếp hàng ngươi đứng vững, ngươi, cái đầu quá lớn, qua bên kia, đừng cản đến cái khác chim, đều nói với các ngươi bao nhiêu lần, có chút tính kỷ luật, dạng này tương đối có khí thế. Ai sô đem buổi sáng mua bánh bao hấp chân, mới vừa lên ban công nhìn xem, mắt đỏ quả đen lại dẫn một đám quả trầm trầm bay lên, xa xa ở trên trời đảo quanh. Hika từ Ai Sô cổ áo chỗ thăm dò, chủ nhân, những cái kia quả đen chuyện gì xảy ra? Chúng ta buổi sáng gặp được con quạ đen kia mang tới, chính là mắt đỏ con kia, nó tự như là đám kia quạ đen đầu lĩnh. Ai Hioso thấy con quạ đen kia không có ý định nói chuyện, lại quay người trở về phòng khách. Hika lại nhìn không được phốc phốc một chút cười ra tiếng, bất quá nghĩ đến mình buổi sáng ra xấu, vui đến một nửa liền vui không nổi nữa, chủ nhân, ngươi phải tin tưởng ta, buổi sáng ta chỉ là Ai Hioso. Đừng nói nữa, ta tin. Hika Một đám quả lần nữa rơi vào trên ban công Cái khác quả đen chỉ là đơn thuần bị mang tới qua hoa, hoa gọi hai tiếng liền lẫn nhau đùa giỡn hoặc là mình cắt tỉa lông vũ Cùng cái khác chim không có gì khác biệt Ngược lại là con kia mắt đỏ quả đen nhìn Hika một chút về sau Vẫn dùng ánh mắt cổ quái nhìn chầm chầm Ai Hyosho Giống nhìn một loại nào đó quý hiếm động vật Lại giống là đang suy nghĩ cái gì cái gì Ai Hyosho cũng không để ý tại bệnh viện tâm thần lúc, hắn phát hiện chim loại sinh vật này thích tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò, quả đen vẫn là nổi danh chim giới lưu manh, cái này quả đen thế mà chỉ là dẫn đội vây xem một chút, như thế ổn trọng lại có phần tất, để hắn có chút hoài nghi cái này quả đen ghen không thuần. Gửi nhắn tin cho hai ba ai, xác định Ayumi hôm nay cảm mạo xin phép nghỉ ở nhà, lại cho Ayumi mụ mụ gọi điện thoại. Tối hôm qua đưa một đám tiểu quỷ đầu về nhà, chỗ tốt chính là ở gia trưởng trước mặt soát cái quen mặt điện thoại kết nối ngài tốt xin hỏi ngài là vị nào ta là ai Hyosho, nghe nói ayumi xin phép nghỉ ở nhà nàng còn tốt chứ là ai tiên sinh a buổi sáng hôm nay ayumi đã bớt nóng bớt quá cuốn họng đã ho đến nói không ra lời ta liền cùng trường học xin nghỉ để nàng ở nhà nghỉ ngơi ayumi mụ mụ chần chờ một chút nàng rất rõ ràng ai Hyosho tại Aoyama bệnh viện số 4 đợi qua, mà lại tối hôm qua cũng nghe ai hiêu nói qua mình không phải khỏi hẳn xuất viện, bất quá, cân nhắc đến tiếp xúc cũng tiếp xúc qua, hai tử không có cái gì dị dạng, vẫn là nói, ta bây giờ không ở nhà, đại khái muốn 2 giờ mới có thể. Trở về đi, nếu như ngài có thời gian, có thể hay không phiền phức ngài đi qua nhìn một chút Ayumi. Nghe nói hai đô chi huy hôm trước phát sinh qua cường đạo giết người sự kiện, ta có chút không yên lòng ta không có việc gì có thể hiện tại liền đi qua vậy thì làm phiền ngài lầu một các gia đình mật mã là cúp điện thoại ai Sô đi phòng bếp đem chân nóng bánh bao hấp sắp xếp gọn mang theo hika đi ra ngoài hai nhà ở lầu trọ rất gần đi đường chỉ cần chừng 10 phút đồng hồ nếu như là lái xe tăng thêm ra vào bãi đậu xe dưới đất thời gian cũng kém không nhiều ai Sô trực tiếp đi đường đi qua trên đường đi, một đám quạ lại bay ở trên trời, xa xa đi theo. Cũng may cách khá xa, người qua đường chỉ cho là là quạ đen bay qua, tùy ý nhìn thoáng qua liền không có để ở trong lòng, cũng sẽ không nghĩ tới bọn này quạ đen là theo người nào đó di động. Chờ ai hiêu sô tiếng chung cư cao ốc về sau, một đám quạ không cùng đi vào, tại mắt đỏ quạ đen chỉ huy hạ tản ra, một con chầm chầm một hai tầng lâu cửa sổ. Một lát sau, một con quạ bay tới, tuyệt hai tiếng, dẫn đầu bay đến một gia đình trên ban công. Hắn nhanh như vậy liền lên đi. Thời gian không đúng sao. Mắt đỏ quả đen theo sau xem xét, mới phát hiện là một đứa bé gian phòng, một cái mang mũ giáp nam nhân chính lặng lẽ tới gần tủ quần áo, bất quá hiển nhiên không phải nó muốn cùng người, có chút căm tức nâng lên cánh, ta ngu xuẩn. Gian phòng bên trong, nam nhân lặng lẽ sờ lên trước, đột nhiên mở ra tủ quần áo, phát hiện trong tủ treo quần áo chỉ có một kiện gốc áo lộ ra, bị kẹp lấy quần áo, sửng sốt một chút, quay người đi ra ngoài. mắt đỏ quạ đen lúc đầu muốn cho cái này thủ hạ một cánh, bất quá nhìn thấy chỗ này, con mắt có chút không rời ra, tò mò nhìn chầm chầm sau cửa sổ tình huống, nâng lên cánh đều quên rơi xuống. hai con quạ tại trên bệ cửa sổ xem náo nhiệt, nhìn xem gian phòng bên trong một cái tiểu nữ hài từ dưới giường leo ra, chạy tới điều một chút đồng hồ báo thức ấn một chút đồng hồ báo thức đỉnh chóp, lại lấy ra một cái nho nhỏ đồ vật, cúi đầu gãy một chút, nhanh chóng trốn vào trong tủ treo quần áo. Mắt đỏ quả đen phát hiện nghe không rõ trong phòng tình huống, nghiêng đầu, dán chặt cửa sổ. Bên cạnh con quả đen kia quay đầu nhìn xem, học theo, cũng đi theo dán tới. Trong phòng, đồng hồ báo thức vang lên một trận du dương giai điệu âm thanh về sau, bắt đầu báo giờ. Trong tủ treo quần áo cũng truyền tới những đứa trẻ khác tiếng nói chuyện. Là Ayumi sao? Là mặt nạ siêu nhân đồng hồ báo thức. Không sai, là mặt nạ siêu nhân đồng hồ báo thức, chính là chúng ta trước đó mời Agasa tiến sĩ giúp mọi người mua. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 45 Đúng vậy, ngươi liền gõ một tiếng. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. 30 lâu, Ayumi gia môn bên ngoài. Ai Hiosho nhìn thấy khóa cửa bên trên bị khiêu động vết tích đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa một cái phát hiện cửa lại bị đã khóa nhìn một chút khóa cửa kiểu dáng từ trong túi xuất ra hai cây kẹp giấy lại nảy ra một lần cái này cấp cao lầu trọ trừ lầu một xuất nhập cảng cùng thang máy địa phương khác sẽ không lắp camera giám sát khóa cửa vốn là có vừa bị cậy mở vết tích lại nảy ra một lần vết tích cũng có thể bị che lấp đến lúc đó hắn nói cửa vốn là không khóa bên trên đoán chừng phạm nhân cũng không cách nào xác định là không phải khóa hỏng. Mà Ayumi gian phòng ngoài cửa sổ, mắt đỏ quạ đen còn tại xem kịch. Trong tủ treo quần áo loáng thoáng có thể nghe thấy một đám tiểu hại tử thanh âm. Thế nhưng là, Ayumi vì cái gì không mình trả lời lời của chúng ta đâu. Ngươi quên rồi, nàng không phải không phát ra được thanh âm nào sao? Ayumi. Ngươi đang nghe sao? Ngươi có phải hay không không có cách nào phát ra âm thanh? đúng vậy lời nói liền gõ một chút, không phải lời nói liền gõ hai lần, tìm đồ vật gõ băng tay. Cửa gian phòng bị lặng yên mở ra, mang theo nón an toàn nam nhân thần sắc âm trầm vào cửa, nhẹ giọng đi hướng tủ quần áo. Trong tủ treo quần áo tiểu hài tử tiếng nói chuyện rất lớn, hoàn toàn che cản nam nhân tiếng bước chân. Là Ayumi, một lần, là nàng không sai. Nàng quả nhiên vẫn là không thể nói chuyện a. À. Ta nghĩ, nàng nhất định là quá nhàm chán, muốn nghe xem chúng ta tiếng nói chuyện. Vậy thì tốt, vậy chúng ta liền đến cổ vũ nàng đi. Trước chờ một chút, ta cảm thấy có điểm gì lạ lạ, nàng không thể nói chuyện, cho nên dùng đồng hồ báo thức để thay thế nàng nói chuyện, dạng này có thể lý giải, thế nhưng là vừa rồi đồng hồ báo thức báo giờ, rồng đã chậm 5 phút đồng hồ, lại nói, hôm nay cũng không phải số 5A. Mắt đỏ quả đen trợn tròn trong mắt, chuyên chú nhìn xem cái này khẩn trương một mạng. Bất quá ngay sau đó, ánh mắt gốc phụ giống như thoáng nhìn cổng có một con rắn im ắng du động vào cửa. Con rắn này nhìn còn có chút nhìn quen mắt. Sau đó, hắn một mực đi theo người cũng đi vào gian phòng, bước chân thông dong. xem ra, gian phòng bên trong mang mũ giáp năm nhân thế mà đều không nghe thấy tiếng bước chân. Hika phát giác được ánh mắt khác thường, quay đầu liền thấy dán cửa sổ kiến xem trò vui hai con quạ cái này quả đen thật đúng là âm hồn bất tán. Một trắng một quả liếc nhau, sau đó lại cùng nhau quay đầu, nhìn chầm chầm cái kia mang mũ giáp nam nhân. Ai hiêu sô hời hợt đi theo nam nhân sau lưng, đánh giá đối phương. Y phục mặt rất dày rất chặt chẽ, cổ cũng bị thật dày cao cổ che chở, trên đầu còn đeo nón an toàn, trừ mặt bên ngoài, toàn thân đều phòng hộ, rất khó lập tức làm cho đối phương mất đi ý thức. Lại thêm trong tay mang theo ống thép, có hung khí nơi tay, nếu là sơ sẩy, dễ dàng bị phản sát. Tốt nhất trước khống chế lại, lại tiến hành bổ đao. Trong tủ treo quần áo, bọn nhỏ thanh âm vẫn còn tiếp tục truyền tới. Chẳng lẽ Ayumi dự định nói cho chúng ta biết sự tình gì sao? Nam nhân đưa tay kéo lại cửa tủ quần áo. Ai Hyoso đặt tay lên nam nhân bả vai. Có nàng thanh âm vẫn còn tiếp tục, Ayumi, ngươi có phải hay không gặp được cái gì để ngươi bối rối chuyện? trong tủ treo quần áo, nhìn thấy bị kéo ra khe hở, Ayumi dọa đến tay chân trở nên cứng, nghĩ kêu cứu lại không phát ra được một điểm thanh âm. tủ quần áo bên ngoài, nam nhân cảm giác bả vai đột nhiên bị dừng ở, cũng dọa đến một đạo khí lạnh thẳng nhảy lên đỉnh đầu, không đợi hắn kịp phản ứng quay đầu đi xem, đầu tiên là sau sườn bị trùng điệp đánh một chút, bị đau lúc, cổ tay phải cũng bị bắt lấy, trước mắt thế giới nhanh chóng đảo ngược. thám tử băng tay bên kia, Mitsukiko nói. Ayumi, đúng vậy lời nói liền gõ một chút. Đông Nam nhân bị cuột ngã trên mặt đất, đầu cùng mặt đất tới cái tiếp xúc thân mật, dù là mang theo nón an toàn, cũng bị chấn động đến trước mắt ánh sao lấp lánh. Ở xa tiểu học Tây Tăng Mitsukiko. Cần gõ như thế đại lực khí sao? Loại này có thể chấn rơi nóc nhà cho bụi thanh âm, phải dùng chùi gõ vách tường có thể phát ra tới đi. Wow, trên cửa sổ xem trò vui quả đen bị giật nảy mình nhanh chóng bay khỏi ngoài cửa sổ. Mắt đỏ quả đen nhìn xem ai Hiyosho quay đầu nhìn qua, một thân lông vũ nổ một chút, cặp kia nhìn qua trong mắt, động thủ trong nháy mắt đó âm lạnh ánh mắt đang dần dần thu liễm, khôi phục lại bình tĩnh, bất quá vẫn là có chút dọa chim. Ai Hiyosho nhìn thoáng qua liền thu tầm mắt lại, một tay đem nam nhân cánh tay phải hai tay bắt chéo sau lưng sau lưng ngăn chặn, một tay gỡ xuống nam nhân nón an toàn, trực tiếp đem đối phương đầu ấn xuống, nền choáng. Đông. Nam nhân lập tức từ đầy trời tiểu tinh tinh trạng thái tiến vào đen bình phong trạng thái. Ê. Ayumi đây coi như là gõ một tiếng vẫn là hai tiếng. Ayumi, ngươi đang dùng thứ gì gõ A, à, gõ nặng như vậy, ngươi là đang tức giận A. À? Không đúng, đừng nói trước. Conan phát giác không thích hợp, đánh gãy những người khác về sau, lo lắng hô, Ayumi. Có thể nghe được sao? Người bên kia thế nào? Ai Hiyoso mở ra tủ quần áo, đem một mặt mờ mịt Ayumi ôm ra, một tay tiếp nhận Ayumi trong tay thám tử băng tay, không có việc gì đã giải quyết, ta gọi điện thoại báo cảnh, các ngươi hảo hảo lên lớp. Nói xong, chặt đứt thông tin. Chờ một chút. Có nàng không kịp ngăn cản, một trận nghẹn lời. Đã Ai Hiso ở nơi đó, lo lắng là không cần lo lắng, nhưng tốt xấu cũng nói một chút bên kia chuyện gì xảy ra a. À? Một lời không hợp liền đơn phương chặt đứt thông tin, đối lòng hiếu kỳ mạnh người không có chút nào hữu hảo. Hơn 20 phút sau, cảnh sát đuổi tới chung cư. Ayumi lại trong ngực Ai Hiyoso, ăn Ai Hiyoso mang tới bánh bao hấp, cảm xúc đã ổn định lại, bất quá bởi vì cuốn hồng câm không có cách nào mở miệng nói chuyện, vẫn là phải do Ai Hiyoso cùng cảnh sát nói chuyện đã xảy ra. Ayumi cảm mạo không có đi học, ta sang đây xem nàng, phát hiện cửa không có khóa, còn có khiêu động qua vết tích, cảm giác không thích hợp, liền tiến đến đem phạm nhân giải quyết. Takagi Wataru cầm sách vở ghi chép, đợi một hồi, phát hiện không có đoạn dưới, nghi hoặc ngẩng đầu, sau đó thì sao? Ta báo cảnh, các ngươi đã tới, Ai Hiyoso suy nghĩ một chút, không có. Không, không có. Takagi Wataru nhìn xem cuốn sổ bên trên mấy hàng chữ ngắn ngủn, cùng dĩ vãng ghi chép rất không giống, mồ hôi một chút, cái kia sao rồi? Megu Yuyo mang theo phạm nhân tới, nghi hoặc nhìn về phía Takagi Wataru cuốn sổ bên trên nội dung, lúc đầu coi là ai Hiyoso lại thế nào lười biến hắn cũng có thể tiếp nhận, nhưng đối mặt kia ngắn ngủi mấy dòng chữ ghi chép, vẫn cảm thấy một bụng rảnh không biết làm sao nôn, trầm mặt một chút, đưa tay, đập phách Takagi Wataru bả vai, Takagi lão đệ, lần trước xử lý ma thuật sư kẻ yêu thích bản án thời điểm, ngươi vừa vặn nghỉ ngơi, cho nên chưa thấy qua ai lão đệ, xác nhận một chút nhất. Định phải xác nhận chi tiết là được rồi. Takagi Wataru lập tức nhớ tới cục cảnh sát Kỳ Văn gây án thủ pháp sách hướng dẫn, minh bạch, nhìn một chút cuốn sổ, được rồi, như vậy. Cuốn sổ bên trên kia hai câu nói mặc dù đơn giản, nhưng tiền căn hậu quả giống như đã nói rõ. Vốn đang cần hỏi một chút ngay lúc đó chi tiết, bất quá, chi tiết loại hình đến hỏi phạm nhân cũng được, còn có thể biết được kỹ lưỡng hơn một điểm nói cách khác không có việc gì rồi ách à, như vậy trước hết như vậy đi có rảnh mời đến đồn cảnh sát đi lấy khẩu cung đến lúc đó chúng ta sẽ liên hệ ngài takagi wataru nhìn xem điều tra ghi chép vẫn cảm thấy có điểm là lạ, lạ giống ta báo cảnh các ngươi đã tới không có loại này điều tra ghi chép hắn báo cáo thật không có vấn đề sao mà chờ ai hiyosho đi ghi khẩu cung lúc còn không biết trực ban cảnh sát sẽ thu được cái gì kỳ hoa, ngắn gọn lệ cột. Còn viết cung cấp. Chỉ có thể yên lặng cầu nguyện tuyệt đối đừng đến phiên hắn. Ayumi. Ayumi mụ mụ chạy về, ngay cả thần sắc lo lắng chạy vào cửa, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Ai Hyoso đem Ayumi buông ra. Ayumi chạy tới, trên mặt hoàn toàn nhìn không ra một điểm nghĩ mà sợ, bởi vì không có cách nào nói chuyện, còn cười cười biểu thị mình không có việc gì. Lòng tham lớn, muốn giữ lại bóng ma tâm lý cũng khó khăn. Ayumi mụ mụ ngược lại là dọa cho phát sợ, bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, chân thành đối ai Hiso nói lời cảm tạ, "Ai tiên sinh, thật sự là tạ ơn ngài. Nếu không phải ngươi qua đây nhìn xem, ta thật không biết sự tình lại biến thành cái dạng gì." "Không có việc gì, ta còn muốn đi bệnh viện một chuyến, liền đi trước." Ai Hiso lên tiếng chào hỏi ngồi sổng người xuống đưa tay, Hika, đi. Lúc đầu Ayumi cũng sẽ không thế nào, chính là được điểm kinh hãi mà thôi. Là ai tiên sinh sủng vật sao? Takagi Wataru hiếu kỳ quay đầu, lúc trước hắn không thấy được có cái gì sủng vật, bất quá bây giờ thấy. Hắn vốn đang tưởng rằng hình thể tiểu xảo một điểm mèo con tiểu cẩu tiểu ham sơ loại hình, kết quả. Một đầu xám đen giao nhau rắn từ ghế sofa dưới đáy leo ra, khoan thai bò qua chân hắn bên cạnh. Chờ Hika thuận tay tiến vào trong tay áo, Ai Hiyosho mới đứng người lên, đối cứng tại nguyên địa Takagi Wataru giải thích nói, "Ta dẫn nó tới xem một chút Ayumi." Takagi Wataru. Ayumi mụ mụ không dám tới gần, đưa mắt nhìn Ai Hiyosho rời đi, mới thở phào nhẹ nhõm, lại có chút ấy nấy, nguyên lai ai tiên sinh còn muốn vội vàng đi bệnh viện a, à? giống như chậm trễ đến chuyện của hắn. Bệnh viện. Takagi Wataru nghi hoặc ai tiên sinh chỗ nào không thoải mái sao? Ai tiên sinh tại Aoyama bệnh viện số 4 tiếp nhận trị liệu. Ayumi mụ mụ trong lòng tràn đầy cảm kích, nói lên việc này cũng không có gì khúc mắt. Takagi Wataru nhẹ gật đầu, lập tức sửng sốt. Từ từ, Aoyama bệnh viện số 4 là tinh thần tật bệnh bệnh viện A. Trên ban công, mắt đỏ quả đen nhìn chầm chầm Ai Hiyoso rời đi, ánh mắt một mảnh cực nóng, mãi cho đến nhìn không thấy Ai Hiyoso bóng lưng mới yên tĩnh xuống nghiêng đầu suy nghĩ một chút tốt nhất mục tiêu cùng cái này gọi Ayumi tiểu nữ hài quan hệ không tệ lại mượn cái kia tiểu máy truyền tin tới chơi giống như có chút không quá thỏa đáng bất quá đã Ayumi là cùng những hài tử khác liên hệ nói rõ mặt khác hài tử trong tay cũng có nó hoàn toàn có thể cầm những hài tử khác trong tay tiểu máy truyền tin nhi lâu trọ hạ mamiya mitsu đã trên xe đợi một hồi Ai hiêu sau khi lên xe, một giọng nói thật có lỗi. Xe rất nhanh lái rời, vừa vặn cùng tan học chạy tới đội thám tử nhí gặp thoáng qua. Mắt đỏ quả đen phất phất cánh, để hai con quả trước đuổi theo xe, mình thì là mang theo đại đội ngủ rơi vào chung cư cái khác trên cây, ánh mắt trực câu câu nhìn chầm chầm đi tới bốn đứa bé. Con nàng vừa liên hệ xong Ayumi, đem thám tử băng tay cất vào trong túi quần. Mắt đỏ quả đen lưu ý lấy, lại bắt được gen ta treo ở trên quần áo cùng khoảng băng tay, chú ý, xem ra, cái này bốn đứa bé rất có thể mỗi người đều có một cái cỡ nhỏ máy truyền tin, bất quá bọn hắn nói không chừng sẽ cùng mục tiêu nhận biết, chúng ta vẫn là đừng quá mức phần, chỉ cầm có thể nhìn thấy hai cái là đủ rồi, số 3, số 11, hành động. Chúng ta đi trước một bước, hoàn thành nhiệm vụ sau đuổi kịp chúng ta. Không trung, một đám quả rầm rầm bay qua nang một đoàn người đỉnh đầu trong đó một con rơi trên mặt đất, ngăn trở con nang con đường phía trước, cúi đầu tại con nang dậy trên mặt mổ mổ mổ, rất mau đưa con nang dây dậy cho mổ lỏng, giật ra, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp nhảy đến một bên. Một cái khác bay đến Genta bên người đảo quanh bay nhảy, tìm cơ hội nhanh chóng mổ lấy Genta trên quần áo thám tử băng tay. Là quả đen A. Con nang bất đắc dĩ phất tay để quả đen thối lui một điểm, ngồi sống người xuống buộc dây dày. Bởi vì ngồi xuống, túi quần cũng mở rộng một điểm. Quả đen nhìn chầm chầm vào co nang túi quần, nhìn thấy huy chương về sau, nhanh chóng thăm dò, điêu liền chạy. Quá chán với thế giới tu tiên. Bạn muốn tìm đến một thế giới khác? Hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 46 Lại tìm một vấn đề người ta. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Conan cảm giác túi quần bị đụng một cái, cảnh giác quay đầu nhìn lại, liền thấy mình đặt ở trong túi quần thám tử băng tay bị quả đen điêu ra, vô ý thức đưa tay đi đoạt. Quả đen một cái da trắng tẩu vị né tránh, giống như là chế giễu đồng dạng, giác kêu một tiếng, quạt cánh bàn bay đi. Chán ghét. Mau tránh ra a. À. Genta còn tại vẫy tay xua đuổi, lại đột nhiên phát hiện thám tử băng tay bị quả đen mổ xuống tới, a, à, ta thám tử băng tay quả đen ngậm huy chương, bị vừa rồi xua đuổi treo đến có chút không cao hứng, sau khi bay lên còn tại Genta ta trên đầu đạp một chút, đồng dạng nghênh ngang rời đi. Chờ một chút. Đem ta thám tử băng tay trả lại cho ta. Ghen ta hai tay gãi đầu bên trên bị dẫm lên địa phương, liền muốn đi theo đuổi theo. Mitsukiko liền vội vàng kéo ghen ta, được rồi, ghen ta, hiện tại đã không đuổi kịp, con nàng thám tử băng tay bị cướp đi hôm nào để Agasa tiến sĩ lại giúp các ngươi làm một cái đi. Genta thở phì phì hướng phía trước kiếm, không được, ta muốn đem băng tay của ta cầm về. Conan nhìn xem nháo đằng hai người, mặc dù bị cướp thám tử băng tay vẫn còn có chút phiền muộn, nhưng vẫn là khuyên nhủ, ta nói, chính là thám tử băng tay bị cướp mà thôi. Hai ba ai ngẩng đầu nhìn về phía quả đen bay đi phương hướng, bị một đám màu đen da hỏa đoạt thám tử băng tay, đây cũng không phải là cái tốt báo hiệu. Quy, hai ba, ngươi. Conan vừa im lặng quay đầu nhìn hai ba ai, liền bị Genta kéo lại. Conan, ngươi cũng muốn cầm lại băng tay của mình đúng hay không? Genta, chúng ta muốn đi trước nhìn Ayumi. Mitsukiko liều mạng lôi kéo Genta về sau túng, ngươi nói có đúng hay không a à Conan? Không được. Chúng ta là đội thám tử nhí, nhất định phải làm cho bọn cường đạo biết giật đồ hậu quả. Conan bị kéo qua kéo qua đi, Muốn hướng hai ba ai xin giúp đỡ, lại phát hiện hai ba ai còn tại nhìn xem quả đen bay đi phương hướng thất thần, thần sắc dần dần trở nên chết lặng. Tâm thật mệt mỏi, đột nhiên không muốn nói thêm. Đi Aoyama Bệnh viện số 4 trên đường, một đám quả lại xa xa theo sau. Mamiya Mitsuo không có chú ý tới, đưa ra tay phải, đem một phần văn kiện đưa cho Ai Hiyosho, Ai Tiên Sinh, Bệnh viện gọi điện thoại tới ta đều qua loa trôi qua, ngươi xem trước một chút đừng đợi lát nữa nói lỡ miệng. cảm ơn. Aihiosu tiếp nhận văn kiện. không khách khí. Mamia Mitsu cười, rốt cục muốn hoàn toàn kết thúc, vui vẻ. Aihiosu lật xem một lượt văn kiện. phía trên ghi chép Aoyama Bệnh viện số 4 gọi điện thoại thời gian, còn có song phương đại khái hàng huyên thứ gì. gọi điện thoại cho Mamia phần lớn là Shiaki Fuquima, mà Mamia biên lý do nhiều mặt như, hắn gần nhất đang vẽ tranh. Để hắn nghe điện thoại a, à, hiện tại hắn còn tại vẽ tranh, không tiện quấy rầy hắn. Tình huống rất tốt, không có gì dị thường, đúng vậy, ngày ngày mai lại đánh tới đi. Hắn theo người làm vườn tại chỉnh lý hoa cỏ, tạm thời không tiện nghe điện thoại, thật sự là không có ý tứ. Là, thường ngày hoạt động rất phong phú. Chúng ta muốn đi tòa thành phụ cận rừng rậm ăn cơm giả ngoại, hắn đã đi theo người hầu đi trước thật sự là không nghĩ tới, hắn sẽ còn làm đồ ăn đâu. Hắn đi tháp bên trên nhìn mặt trời mọc, đúng vậy a, à, chúng ta chỗ này hoàn cảnh thật là tốt. Trừ hắn tại cổ bảo thời điểm, trùng hợp tiếp nhận hai lần điện thoại, cùng Shiaki Fukuyama câu thông qua, Mamia Misu tìm lý do khác, đều tránh đi để hắn nghe điện thoại điểm này. Cấu tạo ra 10 phần mỹ hảo khỏe mạnh sinh hoạt, còn không mang tái diễn, mà lại đều ghi chép lại, là một nhân tài. Ai Sô nhìn một chút, đột nhiên nghe được Mamia Mitsu phốc phốc vui vẻ một tiếng, ngẩng đầu nhìn một chút, trầm mặt. Không, có lẽ là. Một mực không có bị phát hiện thiên tài. Đến Aoyama bệnh viện số 4, Shiaki Fukuyama tiếp vào tin tức về sau, sớm liền chờ tại cửa ra vào, chờ xe dừng lại lúc, chủ động tiến lên đón, cười đến cùng Phật Di Lặc, ai tiên sinh, hoan nghênh trở về. Ai Hiyosho hắn một chút đều không muốn muốn cái này hoan nghênh. Mamiya tiên sinh, đã lâu không gặp, Shiaki Fukuyama cùng Mamiya Mitsu chào hỏi, lại đối Ai Hiyoso nói, tình huống cụ thể Shinosuke tiên sinh đã nói qua, tới đón ngươi người hẳn là cũng nhanh đến, đúng, Ai tiên sinh, xin hỏi ngày mai thứ mấy. Hika trốn ở Ai Hiyoso, ống tay áo hạ hô to, chủ nhân, thứ bảy. Thứ bảy. Ai Hiyoso lúc đầu không muốn thỏa hiệp, Bất quá bị Shiaki Fukuma cười híp mắt nhìn chầm chằm, vẫn là khuất phục, thứ bảy. Shiaki Fukuma gật đầu cười, xem ra ai tiên sinh gần nhất khôi phục được rất tốt, nói không chừng rất nhanh liền có thể khỏi hẳn, đi thôi, đi vào ngồi. Một đường xuyên qua đại sảnh, hành lang bên trên, Ai Hiosho đột nhiên nghe được một cái kinh hoảng giọng nữ. Ai tiên sinh, Shiaki thầy thuốc, cẩn thận. Ai Hiosho lập tức quay đầu, lần theo thanh âm nhìn sang. Chỉ thấy một con tại bồn hoa bên cạnh nhảy đác chim Cái này tiện chim tại sao lại chạy về tới Con kia chim bị Ai Hyosho chầm chầm đến rung rẩy Hello Còn hello Ai Hyosho cảm giác được bên người đến từ Shiaki Fukushima nhìn chăm chú Sắc mặt có chút đen Chim chột dạ bay đến trong viện trên đại thụ Cao cao đứng Cảm giác trong lòng an ổn không ít Đừng nhỏ mọn như vậy Chỉ đù một chút thôi Ai tiên sinh shiyaki fukima quan sát đến ai hiyosho thần sắc biến hóa cùng phản ứng có phải là lại nghe được con kia chim nói chuyện mamiya mitsu nhìn một chút đứng tại trên cây chim hắn rất muốn báo cáo một đợt ai hiyosho không chỉ có sẽ nghe được chim nói chuyện hắn còn nuôi một con rắn cả ngày cùng rắn nói chuyện ở cùng một chỗ rất khảo nghiệm lòng người năng lực chịu đựng vì những người khác tâm lý khỏe mạnh xin đừng nên đem hắn thả ra bất quá cân nhắc đến mình gắn nhiều như vậy láo Phế đi nhiều như vậy tế bào não, tâm mệt mỏi lâu như vậy, không muốn tại tối hậu quan đầu phức tạp, vẫn là ngành sinh sinh nhìn xuống báo cáo xúc động. Được rồi, dù sao ta là giải thoát, chúc vị kế tiếp hảo vận. Không có, Ai sô quay đầu lại, thần sắc đã khôi phục bình tĩnh, ta chẳng qua là cảm thấy con kia chim phải ngã nắm mốc. Shiaki Fukuyama quan sát một chút Ai sô thần sắc liền từ bỏ, tốt a, à, vẫn là cái kia hắn quen thuộc, khó chơi ai tiên sinh ai tiên sinh, chẳng lẽ ngài cảm thấy mình có dự báo năng lực? Ai Hiô lại quay đầu nhìn về phía cây đại thụ kia, không phải dự báo. Tường viện bên cạnh, một đoàn quả đen phần phật xông tới, bay thẳng đại thụ. Mắt đỏ quả đen rất có khí thế hô, ta uy vũ thủ hạ nhóm, thanh tràng. Hoa! Hoa! Giác! Một đám quả phóng tới đứng tại trên cây mộng bức chim, quịch cánh trực tiếp đem không có kịp phản ứng chim vén đến một bên mà lại, quả đen loài sinh vật này còn thích nắm chặt động vật lông, mèo, chó, sư tử, lão hổ, giả lan, ngốc ưng. Chỉ cần có cơ hội, liền đối với nó không dám mổ, xua đuổi lấy, xua đuổi lấy, luôn có quả đen nhịn không được đến một ngụm. Im ngay, đừng dắt ta cái đuôi. Con kia chim xông ra quả đen vòng vây, chấn động rớt xuống một chỗ lông vũ, nhanh chóng chạy tới một bên khác trên nóc nhà. Ai hiu sô thấy thần thanh khí sẵn. Quay đầu đối Shiaki Fukuyama bình tĩnh nói, chỉ là lớn chim bá chó quả đen tới. Shiaki Fukuyama nhìn xem ngừng một cây quả đen, không còn gì để nói, không tiếp tục hỏi tới, mang hai người tới phòng làm việc ngồi nói chuyện phím. Hơn 10 phút về sau, Shiaki Fukuyama tiếp điện thoại, mang theo một người trung niên nam nhân trở về. Nam nhân mặc một thân màu nâu âu phục, thân cao lớn, mép tóc tuyến cũng cao, lộ ra một cái đại biểu cho trí tuệ đại não cửa ngũ quan đoàn chính, râu quai nón cùng tóc đều xử lý chỉnh chỉnh tề tề, dù là cười, khí tràng cũng mạnh hơn Mamiya Mitsu ra một bậc, Hiyosho, thật nhiều năm không thấy, còn nhớ ta không? Ai Hiyosho tại trong trí nhớ tìm được một cái mơ hồ bóng người, ngũ quan, râu ria không sai biệt lắm, bất quá mép tóc tuyến cũng không có cao như vậy, Mikio thúc thúc. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ a. À, từ hai người ba tuổi về sau, chúng ta nhưng là không còn gặp lại qua, nam nhân ngồi vào trên ghế nhìn về phía Mitsu, vị tiên sinh này sau đó không thể thiếu lẫn nhau tự giới thiệu khách sáo shiaki fukima lại xác nhận một chút tình huống nam nhân cũng là ai hiyosho tiện nghi lão ba họ hàng xa trước kia cùng ai hiyosho phụ mẫu có chút qua lại ai Hiyoso trong trí nhớ mơ hồ ấn tượng chính là nam nhân mang theo người nhà đến trong nhà hắn làm khách lúc lưu lại Bất quá bởi vì Michael tập đoàn năm gần đây một mực tại hướng nước ngoài phát triển, hai nhà lui tới cũng liền chậm rãi ít, chỉ là thỉnh thoảng sẽ tại một chút thương nghiệp tụ hội bên trên chạm mặt. Nam nhân tại đăng ký sách bên trên ký tên lúc, Ai Hiyoso nhìn thoáng qua. Moriyono Mikio Mamiya Mitsu cáo từ rời đi không đầy một lát, Moriyono Mikio cũng cùng Ai Hiyoso ra bệnh viện, lên dừng ở cửa bệnh viện xe. Lái xe lái xe, Moriyono Mikio ngồi ở ghế sau bồi Ai Hiyoso nói chuyện phím, phụ thân ngươi cũng sắp trở về rồi, chờ tham gia nhi tử ta Kikuthito hôn lễ về sau, hẳn là sẽ thuận tiện đón ngươi trở về. Ai Hiyoso hồi tưởng đến, Moriyono Kikuthito. Nếu như hắn nhớ không lầm, tự như là tại trước khi kết hôn tịch mật thất sự kiện bên trong, giết nhà mình quản gia hung thủ. Kết hợp Moriyono gia gia cảnh, trùng tên khả năng rất thấp. Nói cách khác, tiện nghi lão ba lại cho hắn tìm một vấn đề người ta. Morijono Mikio cũng không thèm để ý ai Hiyosho không có đáp lại, nằm đó đi nhà ngươi làm khách thời điểm, khi khu bệnh ở nhà, các ngươi chưa thấy qua, Yuri đi theo chúng ta cùng đi, ngươi còn nhớ rõ Yuri sao? Ai Hiyosho hồi tưởng lại một cái so Ayumi lớn một chút la lị, nhẹ gật đầu. Morijono Mikio lập tức nở nụ cười, ha ha ha, Yuri nếu là biết ngươi còn nhớ rõ nàng, nhất định sẽ rất vui vẻ. Nàng cùng kia tô chỉ kém 2 tuổi, khi còn bé thường xuyên náo, ai xem ai đều không vừa mắt, đến lớn một chút quan hệ mới trở nên khá hơn, khi đó Yuri đi nhà ngươi, ngược lại là rất thích chiếu cố lúc kia còn nhỏ ngươi, về sau còn thì thầm rất lâu, nói là muốn cái giống ngươi như vậy nghe lời đệ đệ đâu. Đi trước Ai chỗ ở thu thập hai bộ quần áo, lại đi Moriyonoa, xe một đường chạy, đằng sau trên trời một đám quạ một đường truy. Moriyono Mikio là cái rất biết nói chuyện trời đất người dù là đối mặt ai hiyosho loại này thỉnh thoảng ứng vài câu tính cách cũng một đường không có tẻ ngắt rất tự nhiên nói một chút chuyện cũ lại đàm gần nhất bộ thương nghiệp thế nói tình huống trong nhà ai Hiyoso nghe một đường cũng không có cảm thấy nhàm chán moriyono gia vẫn là tòa thành kiểu dáng kiến trúc bất quá không có mamiya nhà như vậy vắng vẻ thậm chí cách hai đô chi huy cũng không tính là xa là phiến náo bên trong lấy tỉnh nơi tốt. Ai hiêu so xuống xe, quay đầu nhìn thoáng qua, đám kia quả đen quả nhiên lại cùng tới, tại phụ cận trên cây từng cái tìm địa phương rơi xuống. Kỳ thật nơi này hoàn cảnh rất không tệ, phụ cận người ít, xuất hành cũng không phải rất phiền phức. Đáng tiếc, hắn vẫn là ở không được bao lâu. Không nói trước Morigiono Kikuthito sát nhân chi về sau, cái này một nhà còn có hay không tâm tình chiếu cố những người khác coi như ngăn cản Morijono Kikuthito, chờ Morijono Kikuthito cử hành hôn lễ, người ta tân hôn yến ngươi, hắn một ngoại nhân mỗi ngày lúc ẩn lúc hiện không phải vấn đề. Nếu là Morijono Kikuthito không có cử hành hôn lễ, thả mình vị hôn thê đi tìm hạnh phúc, đoán chừng người một nhà này tâm tình cũng sẽ không tốt. Mà lại hắn tiện nghi lão ba tự hồ chỉ là muốn đem hắn đặt ở chỗ này quá độ một chút, gần đây liền sẽ trở về. Ai sô chính thất thần, đột nhiên nghe được phía sau có nhanh chóng tới gần tiếng bước chân, tránh sang bên. Một đạo váy đỏ thân ảnh từ Ai Hioso bên cạnh thân lóe ra, vô hụt, đứng vững về sau, đoan Trang khuôn mặt mang lên vẻ tức giận, Ai Hiosho. Ai Hioso nhận ra đối phương, bình tĩnh một chút một chút đầu, bách hợp. Moriyono Yuri một giây phá công, phốc phốc cười ra tiếng, trên mặt tức giận chi sắc tiêu tán không còn, hoàn toàn không có hụ đến ngươi nha nhờ ngươi phối hợp một điểm có được hay không? Bất quá không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta a, à, sẽ không là cha ta đã nói cho ngươi biết a. À. PS. Yuri dịch ra tiếng Trung là bách hợp gian quá chán với thế giới tu tiên. Bạn muốn tìm đến một thế giới khác? Hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 47 Sakuraba Yuji Con rắn này rất ngoan nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ta nhưng không biết ngươi sẽ vụng trộm trốn ở ngoài cửa lớn, không phải là Hiyoso nhận ra ngươi tới, hắn trên đường liền nói còn nhớ rõ ngươi đây, Morijono Mikio tiếp nhận lái xe đưa tới quải trường cười đi tới, thấy ai Hiyoso nghi hoặc nhìn xem hắn, giải thích nói, bốn năm trước nội nhân tai nạn xe cổ qua đời, khi đó ta cũng trên xe, trên chân bị thương nhẹ, hôm nay đã đi trong chốc lát, về nhà liền để cho mình dễ chịu một điểm đi. Ai Hiyoso nhẹ gật đầu, khó trách trước đó Moriyono Mikio sẽ trực tiếp để lái xe đậu xe ở bệnh viện cửa chính, thật có lỗi, còn phiền phức ngại đi đón ta. Không sao, chỉ là không linh hoạt lắm, không nghiêm trọng như vậy. Moriyono Mikio cười trấn an. Moriyono Yuri đột nhiên quay người, cho Ai Hiyoso một cái ôm, đắc ý cười, hoan nghênh thành công. Ai hiêu sửng sốt một chút, nhắc nhở, ta mang theo sủng vật. Ngươi vẫn là cùng khi còn bé đồng dạng thích thối lấy khuôn mặt a, à, Morizono Yuri oán giận buông tay ra, lại nhìn hai bên một chút, sủng vật của ngươi đâu? Ở đâu? Hika từ Ai Hiyoso, cổ áo chui ra ngoài, phun lưỡi rắn đắc ý, vừa rồi cổ của nàng cách ta chỉ có một chút khoảng cách, nhất định có thể hù đến nàng, cũng không nghĩ một chút, ta chủ nhân là ai đều có thể ông sao? Ai Hiyoso. Có như thế cái sủng vật, xin hỏi hắn còn có hy vọng thoát FA sao? Morijono Yuri sửng sốt một chút, chậm rãi đưa tay, gãy một cái Hika tráng, hơi kinh ngạc, nguyên lai like là thật trắng a. À. Hika bị búng phải có điểm mộng, mặc dù không thương, nhưng nó cảm giác mình đã bị nhục nhã. Ai Hiyoso nhìn về phía Morijono Mikio, có thể đem nó nuôi dưỡng ở chỗ này sao? Morijono Mikio cười gật đầu, đương nhiên, mặc dù ta không chút tiếp xúc qua trắng, nhưng người có thể mang ở trên người, nó hẳn là sẽ không tùy tiện cắn người đúng, con rắn này hẳn là không độc a. À. Có một chút, Ai từ trong túi xuất ra một chi huyết thanh, ta mang theo kháng rắn độc huyết thanh. Morijono Mikio nụ cười trên mặt cứng một chút, bất quá đã đáp ứng, cũng không tốt được đổi ý, kia. Đi vào trước đi. Nói, lại để cho lái xe giúp Ai đem mang tới đồ vật sách vào nhà. Morijono Yuri bồi tiếp Ai đi vào trong, ngươi làm sao lại đột nhiên nuôi rắn. Ai Hiêu -so thuận miệng đáp, hợp nhãn duyên. Ngươi đây là lý do gì à? Moriyono Yuri cười, bất quá ngươi nuôi rắn cũng không dọa được ta, đừng quên, khi đó nhà ngươi trong toilet bò vào đi một con nhỏ con dán, là ai dọa đến không dám đi nhà vệ sinh còn thối lấy khuôn mặt làm bộ làm mình không có bị hù đến. Cuối cùng vẫn là ta hỗ trợ đem con dán cầm ra tới ai? Ai -so. Đây là nguyên ý biết thể hắc lịch sử, không phải hắn chỉ chớp mắt đều nhiều năm như vậy không gặp năm đó tiểu bất điểm đều lớn lên cao hơn ta nếu là ở bên ngoài gặp được ngươi ta cũng không dám nhận đâu morijono yuri cảm khái một tiếng lại hỏi ai hiyosho ai hiyosho ngươi thật còn nhớ ta không ai hiyosho nhẹ gật đầu nhớ kỹ ngươi ăn dưa hấu ăn vào nôn morijono yuri nhớ tới thời điểm đó hát lịch sử cũng bách lầm bầm một chút cũng không có khi còn bé đáng yêu hai người các các ngươi lát nữa lại lẫn nhau vạch khuyết điểm đi, đi ở phía trước Morijono Mikio cười nói, hiện tại nhiệm vụ thứ nhất là ăn cơm chiều, ta thế nhưng là đã sớm đói bụng đâu. Morijono Yuri lập tức dời đi lực chú ý, ba ba, Kikuthito vẫn là không trở lại sao? Đúng vậy a, à, Morijono Mikio lại quay đầu đối ai Hiyoso giải thích nói, hắn muốn đuổi tại hôn lễ trước đem chuyện của công ty đều an bài tốt, đêm nay liền không trở lại, bất quá ngày mai tuyệt đối có thể nhìn thấy. Khi khu thi tô vị hôn thê cũng đúng nha, Moriyono Yuri cười nói, nhà chúng ta quản gia đã đi đón nàng, ngày mai liền có thể đến, sau đó mang nàng đi Tokyo đi một chút, ban đêm tới, ngày mốt liền có thể cử hành hôn lễ. Mèo Một con mèo từ cổng thoang ra. Rebecca Moriyono Yuri đưa tay đem mèo tiếp được, ông vào trong ngực, đối ai Hiyosho cười nói, nhà ta cũng có sủng vật, đây là ta mụ mụ khi còn sống nuôi mèo nói giao cho từ phía sau đuổi theo người hầu sakuraba yuji đại tiểu thư sakuraba yuji chào hỏi tiếp nhận mèo xin lỗi nói ta vừa định cho nó cho ăn bất quá nó một mực ra bên ngoài chạy hết sức xin lỗi không sao nó hẳn là ngại trong nhà quá khó chịu điểm liền để nó đi bên ngoài ăn đi Moriyono yuri lại hỏi ai hiyosho hiyosho người rắn muốn hay không cho ăn chút gì không cần ai hiyosho nói rắn ăn chu kỳ rất dài hika năm ngày ăn một lần cho ăn còn phải lại hai ngày nữa ngươi sẽ không là bởi vì không cần mỗi ngày cho ăn mới nuôi rắn a à? morijono yuri yu một câu lại hỏi muốn để sakuraba hỗ trợ chiếu cố sao sakuraba ngươi sợ rắn sao sakuraba yuji chần chờ một chút vẫn là gật đầu ta có thể thử một chút hika từ ống tay áo thăm dò nhìn một chút Moriyono Yuri, lại nhìn một chút con mèo kia, xem ra nữ nhân này cùng chủ nhân quan hệ không tệ, không tiện trả thù, bất quá khi dễ một chút nàng mèo cũng không quan hệ, chủ nhân, đáp ứng đi, các ngươi lúc ăn cơm tối, ta muốn đi viện tử đi xem một chút. Đừng có chạy lung tung, Ai nghe Hika trong thanh âm ẩn mang vẻ mong đợi, luôn cảm thấy Hika có chút không có hảo ý, nhắc nhở một câu mới đưa Hika sách ra, phóng tới trên mặt đất, nó gọi Hika chỉ cần không công kích nó, nó sẽ không tùy tiện cắn người, nếu là không thấy, người cũng không phải vội, muộn một chút nó sẽ tự mình trở về. Sakuraba Yuji nhìn xem Ai Hiyoso từ trong tay áo lôi ra một đầu chừng một mét trắng, mặc dù sớm biết là trắng, nhưng tận mắt nhìn đến, sắc mặt vẫn là cứng một chút, tốt, tốt. Vậy thì nhờ ngươi, Sakuraba, nếu có người bị cắn, nhất định phải kịp thời nói, Hiyoso có mang huyết thanh, Moriyono Yuri bàn giao về sau, lại tiếp tục mang ai hiyosho hướng phòng ăn đi nó thật sẽ tự mình trở về sau có thể hay không chạy mất rồi không có việc gì ta một mực là nuôi thả ai hiyosho nói sakuraba yuji đưa mắt nhìn hai người rời đi thở dài ông mèo rời đi hai bước phát hiện hika đi theo hắn lại đi một đoạn phát giác hika vẫn như cũng ngoan ngoãn đi theo hắn lúc này mới yên tâm lại mặc dù bị rắn đi theo phía sau lưng có chút mát mẻ lạnh, nhưng con rắn này hẳn là rất ngoan. Mèo bị Sakuraba Yuji ôm, trên đường đi nhìn chầm chầm Hika xù lông, sột soạt sột soạt phát ra uy hiếp âm thanh. Hika ở phía sau theo sát, bất mãn phun lưỡi rắn, ta còn không thu nhặt ngươi, ngươi thế mà trước uy hiếp ta tới. Chờ ngươi bị buông ra, ta để ngươi đẹp mặt. Sakuraba Yuji một đường an ủi mèo, đi nhà kho rót một chén đồ ăn cho mèo, đến trong viện phát hiện Hika một mực đi theo, cũng không có cắn người ý tứ, trong lòng cảm khái một tiếng cái này rắn quả nhiên rất ngoan. Trong viện trên cây, mắt đỏ quả đen nhìn chầm chầm Sakuraba Yuji trong tay đồ ăn cho mèo, uy nghiêm hô, toàn thể chú ý, chúng ta điểm tâm đến rồi. Sưu, chung quanh tại săn mồi bầy quả đen lập tức quay đầu, nhìn chầm chầm Sakuraba Yuji trong tay đồ ăn cho mèo. Tốt, Rebecca, ngoan một điểm. Sakuraba Yuji đem mèo phóng xa một điểm, lại đem đồ ăn cho mèo để ở một bên. Hắn chủ yếu là sợ mèo khi dễ rắn, chần chờ một chút, muốn đem đầu kia rất ngoan rắn cầm xa một chút, vừa mới chuyển đầu, liền thấy trước mắt một đạo hắc ảnh nhanh chóng thoang đi qua. Thối mèo, tiếp đánh. Hika lao ra ngoài, bất quá nhanh hơn nó chính là đứng tại trên cây bầy quả đen. Mắt đỏ quả đen một cái lao xuống, mổ một chút cái đuôi mèo, tại mèo xù lông lúc xoay người, Vụng trộm điêu hai viên đồ ăn cho mèo, lại bay lên. Phía sau quả đen học theo, một mảng lớn phần Phật lao xuống đi. Quả đen, Sakuraba Yuji kém chút bị một con quả đụng trên mặt, bận biểu nâng lên hai tay che chở mặt lui về sau. Một đám quả không có công kích người, chỉ là mổ một chút mèo, điêu một điểm đồ ăn, chơi đến quên cả trời đất. Mèo bị chọc giận, thân người cong lại, vọt lên cao, một móng vuốt bắt đến một con quả trên thân mắt đỏ, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Hika không vui, nó nhìn chầm chầm rất lâu mèo, chỉ có thể nó cái thứ nhất khi dễ có được hay không, nhìn chuẩn vừa xuống đất mèo, quăng một cái đuôi, lại thuận tiện đem một con quả quất bay. Cái này rắn có phải là tìm nhầm mục tiêu? Mắt đỏ quả đen thấy mình thủ hạ ăn thiệt thòi, phiền muộn một chút, hô, mặc kệ, hai cái đều đánh cho ta. Mèo bị Hika giật một cái, có chút choáng váng, lung lay đầu, bắt một trảo nhào tới quả đen, tức giận nhào về phía Hika. Khác nó không biết, có lẽ nó cũng không có Hika cùng mắt đỏ quả đen có linh tính, nhưng mèo chỉ biết là thức ăn của nó không có á. Sakuraba Yuji rời khỏi một khoảng cách về sau, buông xuống ngăn tại trước mặt tay, đem đầu bên trên rơi một cây quả đen lông tơ đập xuống, dương mắt, liền thấy làm hắn trợn mắt hốc mồm một màn. Một đám quả oa 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 kêu, càng không ngừng bay lên, thay phiên lấy hướng xuống sông, mặc kệ là trắng là mèo, một chữ, mổ. Cũng đều là mổ một ngụm liền chạy, đổi lại đám tiếp theo bên trên. Đầu kia hắn cảm thấy rất ngoan trắng cũng giống như bị điên, cái đuôi điên cuồng vung, đem quả đen cùng mèo đều kéo tiếng vòng chiến, bắt được cái gì quất cái gì. Mèo càng là một mực tại nổ lông, lóe lên móng vuốt, mặc kệ trước mắt là sinh vật gì, một trận điên bắt. Tam phương đại hỗn chiến. Mà cái này tam phương cũng đều là có thể lên cây. Kết quả là, không đợi Sakuraba Yuji vuốt thanh đến cùng xảy ra chuyện gì, theo mèo linh mẫn nhảy lên lên cây truy sát một con quạ, một đám quạ nhào tới, rắn cũng nhảy lên lên câu. Tán cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trút lại thu nhỏ, từng mảnh từng mảnh lá cây bị đánh rớt. Cây này còn không có tai hòa xong, theo mèo nhảy đến một cái khác cái cây bên trên, quả đen cùng rắn cũng chuyển đổi trận địa. Một gốc, hai khỏa, ba khỏa đại hỗn chiến trận địa lấy để mắt người hoa hỗn loạn tốc độ chuyển biến, mèo gào thét cùng quả đen trong tiếng kêu, đầy trời lá rơi. Sakuraba Yuji ngửa đầu nhìn xem như là tuyết rơi bay tán loạn lá cây, trong lòng cũng giống rơi đầy tuyết đồng dạng, một mảnh lạnh buốt. Xong. Bên này kêu loạn một mảnh, rất nhanh kinh động đến cái khác người hầu, thậm chí kinh động đến tại phòng ăn ăn cơm Moriyono Mikio. Vừa nghe nói mèo, rắn, quả đen đánh nhau, moriyono yuri vội vàng kéo ai hiyosho ra bên ngoài chạy làm sao lại đánh nhau đâu ở đâu mau dẫn ta đi qua căn bản không cần dẫn đường vừa ra khỏi cửa liền có thể nhìn thấy tại từng cây từng cây trên cây loạn nhảy một đoàn hỗn loạn bên ngoài một đám người hầu đứng một vòng ánh mắt theo không phi tóc chuyển di chiến đoàn di động ngăn cản kia một đám sinh vật nhảy lên được thực sự quá nhanh căn bản không ngăn cản được có được hay không Moriyono Yuri chạy ra cửa liền sững sờ tại nguyên chỗ, liền kéo ở ai hiêu tay đều vô ý thức buông ra. Nàng lần thứ nhất tận mắt thấy một đám động vật đánh nhau, vẫn là nhiều như vậy một đám, hung tàn như vậy một đám. Quá chán với thế giới tu tiên. Bạn muốn tìm đến một thế giới khác? Hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 48 bác sĩ thú y có thần kỳ như vậy sao nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio ai Sô chờ morijono yuri buông tay về sau mới cúi đầu nhìn một chút trong tay bánh mì vừa rồi morijono yuri lôi kéo hắn liền chạy cũng không kịp đem bánh mì buông xuống morijono yuri quay đầu trong mắt thất kinh sau khi còn mang theo một tia mờ mịt hiện làm sao bây giờ hậu phương trễ một bước cùng lên đến Morijono Mikio cũng chỉ có thể nhìn về phía Ai Hiyoso, nhìn xem cái này dọa người tư thế, hắn cũng không biết nên làm cái gì mới tốt nữa. Bình tĩnh một chút, bọn chúng chỉ là đùa giỡn, không phải sớm có tử thương, đánh không đến hiện tại, Ai Hiyoso đưa tay ngăn cản một chút bay tới hai mảnh lá rụng, nghĩ nghĩ, lại đem bánh mì chưa từng cắn qua phía bên kia tách ra một nửa xuống tới, đưa cho Morijono Yuri, bình tĩnh hỏi, muốn ăn sao? Moriyono Yuri tiếp nhận bánh mì, ngẩng đầu nhìn Ai Hiyoso, rất muốn hỏi một câu này chỗ nào giống đùa giỡn, nhưng, thế nhưng là bọn chúng sẽ thù thương a. À. Ta là học động vật y học, Ai Hiyoso nhìn về phía loạn chiến vòng, chờ chúng nó đánh mệt mỏi ta đi xử lý. Hika hắn có thế cản, bất quá hắn không biết con kia mắt đỏ quả đen có thể hay không nghe nó. Mà lại con mèo kia linh tính không cao, đoán chừng nghe không hiểu hắn. Kỳ thật tam phương bên trong, chỉ có con mèo kia là thật đang đánh. Về phần Hika cùng con kia mắt đỏ quả đen, mặc dù câu thông không được, nhưng rất ăn ý, hắn đi ra ngoài nghe được chính là Hika. Đến A, mắt đỏ, xem ai có thể đánh tới cuối cùng. Mèo. Ngao ô mèo. Mắt đỏ quả đen. Lên. Đều lên cho ta. Lần này đánh cho quá sảng khoái. Mèo. Mèo ô mèo ô lại xem xét, Hika cùng mắt đỏ quả đen rõ ràng đang khống chế tổn thương và thế cuộc, liền càng không cái gì tốt lo lắng. Cái này hai hàng thuần túy chính là nhàn. Morijono Yuri cảm thấy Ai Hyoso nói có đạo lý, hiện tại một đám động vật đánh cho như vậy hung, cũng không có cách nào cản, ăn miệng bánh mì chậm một chút, thần sắc dần dần hòa hoãn, người ngoại thương thuốc có thể dùng sao? Ta để người đi chuẩn bị. Lấy trước đến ta xem một chút, lấy thêm điểm băng gạt. Ai Hiyosho lại đối đứng tại trong sân Sakuraba Yuji nói, Sakuraba tiên sinh, trước tới đi, cẩn thận bị ngộ thương, bọn hắn có lông có lân phiến gánh vác được, người nhưng chưa hẳn. Sakuraba Yuji lúc này mới hoàn hồn, đi trở về, thần sắc còn có chút mộng, Hiyosho thiếu gia, tạ ơn, ta. Lão gia, đại tiểu thư, ta. Người không có việc gì liền tốt, morijono mikio nhìn sakuraba yuji một bộ thất thần bộ dáng cũng không có trách cứ bất quá đến cùng là chuyện gì xảy ra bọn chúng vì cái gì đánh nhau morijono yuri bàn giao người đi cầm hầm thuốc chữa bệnh về sau ăn miệng bánh mì tò mò nghe ta mang rebecca đến trong viện ăn đồ ăn rebecca trên đường một mực tại sông hika gào thét hika ngược lại là rất ngoan một mực ngoan ngoãn đi theo ta sakuraba yuji còn có chút mộng bất quá hắn vẫn là nhận định Hika là rất ngoan, ta ngay từ đầu cũng sợ bọn chúng đánh nhau, đem Rebecca phóng xa một điểm, quay đầu muốn đem Hika cũng mang xa một chút, kết quả quay đầu công phu, Hika liền nhảy lên đi lên, lại nhìn đi qua, trước đó dừng ở trên cây quả đen, Rebecca, Hika liền đã đánh nhau. Ai sô ăn miệng bánh mì, nhìn xem chiến cuộc. Hắn không biết mèo cùng quả đen là chuyện gì xảy ra, bất quá Hika đột nhiên, muốn đi viện tử nhìn xem, tuyệt đối không có ý tốt. Mà lại từ lần trước chơi game về sau, Hika liền phát hiện dùng cái đuôi chỗ tốt, quốc đồ vật là càng ngày càng thành thục. Nhìn kia vung ra trên cành cây vết tích, lực đạo còn rất kinh người, so với bình thường xích luyện xa lực đạo lớn. Có thể là Rebecca một mực khiêu khích, để Hika không cao hứng đi, được rồi, động vật sự tình nói không rõ, ai biết bọn chúng nghĩ như thế nào, Moriyono Mikio trấn an Sakuraba Yuji, ngươi cũng đừng quá tự trách. Sakuraba Yuji nhẹ gật đầu Moriyono Yuri nhìn thấy Hika một cái đuôi quất mở mèo về sau Một ngụm đem một con quả đầu nuốt vào Lại giống người nôn đồ vật đồng dạng vứt qua một bên Quả nhiên là đùa giỡn Vậy cũng không cần lo lắng, ăn bánh mì Trận này đỡ đánh cho thời gian có hơi lâu Sau 10 phút, một đám người hầu ngửa đầu đem cổ đều ngửa chua Cảm thấy một mực tại chỗ này nhìn xem không tốt lắm lại đi bận rộn riêng phần mình sự tình. Ai Hiyosho cùng Moriyono Yuri đứng tại cổng, một người một nửa bánh mì, một bên chậm rãi ăn, một bên thảo luận. Hiyosho, ngươi chúng nói chúng nó làm sao lại đánh nhau? Rảnh đến nhàm chán. Ngô. Vậy chúng nó sẽ đánh bao lâu a? À? Ta cũng không biết. Cũng đúng a, à, chỉ riêng gặm bánh mì giống như có chút làm, ngươi có muốn hay không nước trái cây, ta đi lấy morijono mikio nhìn không được ho một tiếng hai người này tốt xấu có bánh mì ăn hắn nhưng là đói bụng đứng ở chỗ này nhìn hồi lâu quay đầu nhìn về phía một cái người hầu phân phó nói để người đem bàn ăn cùng đồ ăn dời ra ngoài đêm nay chúng ta ngay tại bên ngoài ăn morijono yuri nhẹ gật đầu vẫn là nhà mình lão ba thông minh nàng làm sao lại không nghĩ tới trực tiếp đem bàn ăn dời ra ngoài hơn hai mươi phút sau sắc trời đã âm u một mảnh một đám động vật vẫn tại nhảy lên đến nhảy lên đi, thỉnh thoảng nhảy lên đến ánh đèn chiếu xạ không đến địa phương, chỉ có thể nghe được lá cây rầm rầm một trận vang, lá xanh lại bị tàn phá một mảnh, bay lả tả bay xuống. Ba người vừa ăn cơm một bên nhìn. Ai hiêu lưu ý Hika về sau, lại quan sát mèo cùng quả đen. Con mèo kia đại khái là minh bạch cái khác hai loài sinh vật là đang cùng nó chơi, mặc dù làm cho rất lớn tiếng, nhưng đánh cho không có như vậy hung, còn thỉnh thoảng nhảy đến một bên nghỉ ngơi trước một chút, căn bản không che lấp mình thể lực không đủ sự tình. Hika cùng một đám quạ cũng không có thừa cơ đánh lén, mèo mệt mỏi liền để qua một bên, bọn chúng tiếp tục đánh. Mà từ một đám quạ tiến thối có theo trận hình biến hóa đến xem, mắt đỏ quạ đen đối cái khác quạ đen trưởng khống độ rất cao, năng lực chỉ huy cũng rất tốt. Bọn chúng muốn chơi đến cái gì a? À? Morizono Yuri không nói nhấp một hớp nước trái cây nàng mới vừa rồi còn nhìn thấy Rebecca quên sáng móng tay, nhẹ nhàng vỗ một cái Hika, kết quả còn meo ô meo ô một bộ hung dạng. Bọn này động vật thật đúng là rất cố gắng tại diễn bọn hắn A. Để nàng cảm giác trước đó lo lắng, bối rối, quả thực là đang lãng phí biểu lộ. Ngay từ đầu đánh cho quá hung, thể lực đều có chút theo không kịp, không sai biệt lắm cũng mệt mỏi, ta đi xem một chút, ai hiêu đứng dậy, mở ra để ở một bên năm cái hòm thuốc chữa bệnh, đem có thể sử dụng thuốc cùng băng gạt lật ra đến chứa ở một cái trong rương, đi lên trước ngồi xuống, đem mở rương ra, đừng làm rộn, đến trị thương. Ca ngay lập tức dừng tay, cũng mặc kệ cái khác hai loài sinh vật có thể hay không nghe hiểu, trượt xuống cây, tốt tốt, dừng tay, hôm nay liền đánh tới chỗ này, ta chủ nhân gọi ta. Dừng dừng, mắt đỏ quả đen cũng chỉ huy cái khác quả đen thu tay lại, đi theo ta, chúng ta đi tìm mục tiêu trị thương. Xếp thành hàng, không cần loạn, bị thương nặng đi phía trước. Mục tiêu Ai hiêu nhìn mắt đỏ quả đen một chút, không có hỏi tới. Mèo Mèo nghe không hiểu ai hiêu bất quá nhìn bọn này bồi mình náo loạn nửa ngày tiểu đồng bọn ngừng, cũng đi theo chạy xuống cây. Bên kia Morijono Yuri nhìn xem Ai Hiyosho kêu một tiếng về sau, rắn, mèo, một đám quả đều không có lại tiếp tục đánh, đứng xếp hàng xuống cây hướng Ai Hiyosho nơi đó đi, nhìn không được trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, xác định mình không có hoa mắt. Bác sĩ thú y có thần kỳ như vậy à? Hika trước hết nhất tiến lên trước, lặng lẽ lường Ai Hiyoso một chút, phát hiện hoàn toàn nhìn không ra Ai Hiyoso có tức giận hay không, ngoan ngoãn nằm xong, để Ai Hiyoso dọn dẹp tổn thương, chi tiết nói, chủ nhân, cái kia đại tiểu thư búng ta tráng, ta chính là nghĩ khi dễ một chút nàng mèo, bất quá ta nhìn chầm chầm một đường, vừa xong đi lên đều muốn động thủ, Mắt đỏ thế mà vượt lên trước ta một bước, ta không cao hứng à, rất không cao hứng. Sau đó, liền đánh nhau, ngươi sẽ không tức giận a, à. Ngươi chơi đến cao hứng liền tốt, Ai Hyosho đem bị băng gạt khỏa thành bạch xà hika để qua một bên, tốt, kế tiếp. Mắt đỏ quả đen sớm rơi xuống một bên, lặng lẽ sờ sờ nhìn chầm chầm Ai Hyosho, nghe nói như thế, lập tức nói, số 21 đi qua. Một con bị thương tương đối nặng quả đen về sau, là mèo con Rebecca. Rebecca xem xét tiểu đồng bọn đều như vậy, cũng không có làm ầm ĩ, tiếp nhận băng bó lúc, còn cò sát ai hiêu sô, mèo một tiếng. Còn lại vẫn là quả đen. Một đám động vật phía trước đánh cho xác thực hung, khó tránh khỏi có không biết nặng nhẹ thời điểm, đều đổ máu, mà lại mệt mỏi không nhẹ, liền ngay cả quả nhiều thế chúng quả đen đều mệt mỏi. Rebecca hoàn toàn là nghĩ một lát đánh một lát, Hika chính là thuần túy tại chọi cứng. Ai hỗ trợ xử lý thương thế thời điểm, không có băng bó xếp hàng chờ lấy băng bó, băng bó kỹ liền không nhúc nhích co quắp ở một bên nghỉ ngơi. Mắt đỏ quả đen thủ hạ nanh vuốt nhiều, mình ngược lại là không chút thụ thương, chính là mất không ít lông, mình sửa sang lông vũ về sau, nghiêng đầu nhìn Ai Hiêu Ai Tiên Sinh. Thế nào? Ai trong Sô trọng mắt chuyên tâm cho một con quả vết thương trừ độc. Trong nhà ngài thiếu chích cần cù thông minh quả đen sao? Mắt đỏ quả đen hơi có vẻ hàm súc hỏi, Ai Hiu sô rất trực tiếp, "Thiếu." Mắt đỏ quả đen lại hỏi, "Kia một đám thế nào?" Ai Hiu sô cũng không ngẩng đầu nói, "Có thể." Mắt đỏ quả đen cúi đầu nhìn xem trên đất bóng dáng, cái này cùng nó nghĩ có chút không giống a, à. lúc đầu coi là ít nhất phải giải thích một chút. Ai Hiu sô đáp ứng như vậy dứt khoát, để quả có chút kìm nén đến hoảng, "Ngươi liền không hỏi xem vì cái gì?" "Tốt a." À? vì cái gì? Ai hiêu sô rất phối hợp hỏi một câu, băng bó kỹ một con quạ, lại đổi tiếp theo chích. Tải áp nghe trọng bộ ở phần mô tả. Chương 49 Ngươi liền không thể sống được lâu một chút sao? Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Mắt đỏ quạ đen cảm thấy mình bị qua loa, vẫn phiền muộn trong chốc lát, vẫn là thỏa hiệp, nhớ lại, ngữ khí thâm trầm nói, cực kỳ lâu trước kia, ta vẫn là chích vui vẻ quạ đen. Ai -so. Luôn cảm thấy cố sự này sẽ rất lâu. Ta cảm thấy đi theo tộc quần sinh hoạt quá nhàm chán, liền rời đi tộc đàn, đi ra ngoài sông sáo, sau đó gặp được một cái khác bầy quả đen. Mắt đỏ quả đen dùng một phút đồng hồ, giảng thuật anh dũng của mình chiến tích, ta cứ như vậy làm tới đầu lĩnh, mang theo bọn chúng sinh hoạt. Ai -so yên lặng đổi một con quả trị thương. Về sau, mắt đỏ quả đen lại dùng một phút đồng hồ, giảng thuật nó cùng những cái kia thủ hạ sinh hoạt, sau đó phiền muộn thở dài. Thế nhưng là qua nhiều năm, bọn chúng đều chết hết, ta còn sống, lại qua nhiều năm, con của bọn hắn chết rồi, ta còn sống, về sau ta liền rời đi, một đường đi một đường đi, đi đến muốn lưu lại địa phương, tìm một đám quả làm thủ hạ, dẫn chúng nó săn mồi, nhìn xem bọn chúng chết đi, ta đi rất nhiều nơi, thủ hạ cũng đổi một giới lại một giới. Ai hiêu sô động tác dừng lại, dương mắt nghiêm túc nhìn xem quả đen, người sống mấy năm. Ta cũng không rõ ràng, nhiều khi đều là trên đường, trước kia đi ngang qua địa phương còn có rất nhiều ruộng lúa, thế nhưng là về sau cao ốc càng ngày càng nhiều, ta ngay cả mình ra địa phương cũng không tìm tới, chỉ biết là cùng qua ta quả đen chết một nhóm lại một nhóm, nếu như một đời xem như một giới, ta đã mang qua 14 giới quả đen, đây là thứ 15 giới. Mắt đỏ quả đen cảm khái nói, tuổi thọ của bọn nó quá ngắn, ta tìm ngươi, cũng là bởi vì muốn tìm cái sống được lâu sinh vật làm bạn. Ai Hi -so đưa tay vuốt vuốt mi tâm, thật sâu thở ra một hơi, tận lực bình tĩnh nói, ngươi khả năng đối với nhân loại tuổi thọ có chỗ hiểu lầm, giả ngoại quả đen tuổi thọ là 13 năm tả hữu, ngươi nói mang theo 14 giới, nếu như ngươi nhớ không lầm, như vậy ngươi chí ít sống 182 năm, đây vẫn chỉ là phỏng đoán cẩn thận, mà nhân loại có thể sống 82 năm cũng rất không tệ. À, mắt đỏ quả đen rất muốn ăn đòn nghiêng đầu, ta sống lâu như vậy sao? Ngươi là thế nào sống lâu như vậy? Ai hiêu sô hỏi. Tính toán rõ ràng cái này quả đen đại khái tuổi tác về sau, hắn ý niệm đầu tiên chính là mình quả nhiên là cái xà tinh bệnh đi, nghe được động vật nói chuyện kỳ thật chỉ là áo giác của mình, không phải làm sao có thể có công việc hơn 180 năm quả đen. Bất quá, hắn quả thật có thể chạy theo thực vật nơi đó biết được không có khả năng biết đến tin tức, Hika cũng quả thật trong bóng đêm chỉ dẫn hắn đi qua đường, bằng vào nhân loại là tuyệt đối không có cách nào tại loại này trong bóng tối thấy vật, hoàng mỹ tìm đúng khi đó con nan vị trí. Khả năng này bài trừ. Đó chính là. Cái này quả đen thành tinh. Tu luyện. Ta làm sao biết ta vì cái gì sống lâu như vậy, mắt đỏ quả đen buồn bực nói, vấn đề này ta cũng muốn biết. Có hay không qua kỳ ngộ gì. Ai sô dẫn dắt đến. Có thế có kỳ ngộ gì? Mắt đỏ quả đen nghi hoặc, không phải liền là suốt ngày tìm xem đồ ăn, ăn no rồi khắp nơi chơi. Ai hiểu sô nhìn xem mắt đỏ quả đen, hình thể so cái khác quả đen lớn hơn một chút xíu, lông vũ đen nhánh tỏa sáng, đặc biệt nhất là cặp kia con mắt màu đỏ, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Ghen biến dị? Bình thường quả đen con mắt là màu đen, cực ít khả năng bởi vì tật bệnh tạo thành con mắt biến thành màu đỏ cũng không bài trừ có ghen biến dị khả năng. Cái này quả đen không có tật bệnh, mắt đỏ chính là ghen biến dị biểu hiện, mà khả năng bởi vì ghen biến dị cũng làm cho tuổi thọ của nó trở nên lâu dài. Mặc dù thế giới này thời gian loạn thất bát tao, có đôi khi đối Newton cũng không quá hữu hảo, còn có Yumi Akako như thế một cái huyền học giống loài tồn tại, nhưng phương diện khoa học cũng không kém bao nhiêu à, ngay cả để người biến thành tiểu hài tử dược vật đều có thể có một con quả biến dị về sau trường thọ cũng không phải không có khả năng. Đừng nói mắt đỏ quả đen không có cách nào mở miệng nói tiếng người, coi như có thể nói, cũng không nhất định là thành tinh, cũng có thể là là thể nội có chim sáo ghen. Ngươi có biết hay không ghen biến dị? Biết một chút, mắt đỏ quả đen nhìn chầm chầm ai hiêu sô con mắt, tựa như con mắt của ngươi đồng dạng. Con mắt màu tím người cũng không nhiều. Con mắt của ta là di truyền, nghe nói là từ ta ngoại tổ mẫu bắt đầu, nàng đúng là thuộc về đột biến gen, về sau một mực di truyền tới mẫu thân của ta cùng ta. Ai Hiêu Sô so giải thích về sau, tỉnh hạ tâm tiếp tục giúp một cái khác quả đen xử lý tổn thương. Sau khi nghĩ thông suốt, một con trường thọ mắt đỏ quả đen, mặc kệ là bởi vì huyền học vẫn là khoa học hay là kha học, giống như cũng không có gì kỳ quái. Mắt đỏ quả đen từng cái nhìn cái khác quả đen con mắt, con mắt của ta cũng cùng cái khác quả đen không giống, ý của ngươi là, ta sống được lâu là bởi vì đột biến gen. Đây chỉ là ta phỏng đoán, bất quá, nếu như ngươi muốn tìm sinh vật làm bạn, kỳ thật có thể tìm thằng lằn. Ai dừng một chút, được rồi, thằng lằn nhìn không quá ngươi, rùa đen tuổi thọ không có khoa trương như vậy, bất quá Thái Bình Dương phụ cận hòn đảo bên trên, có ăn thực vật thảo rùa, tuổi thọ có thể đạt tới 300 năm, nếu là cảm thấy còn chưa đủ, Ngươi có thể đi tìm con sọ, đã biết nhất trường sinh mệnh là hơn 500 tuổi. Bọn chúng nghe không hiểu ta nói chuyện, làm thế nào bạn? Ta cũng không muốn mỗi ngày nhìn xem lẫn nhau ngẩn người, mắt đỏ quả đen lui hai bước, rất nhân tính hóa vung cánh, vỗ vỗ bên cạnh quả đen, buồn bực nói, kỳ thật bọn chúng cũng không phải rất có thể nghe hiểu ta ý tứ, đều là ta một chút xíu dạy dỗ, nhiều năm như vậy cũng chỉ có ngươi có thể nghe được rõ ràng minh bạch. Ta nói ngươi liền không thể cố gắng sống được lâu một chút sao? Nhìn một cái cái này nói gì vậy? Ai Hiêu Sô lượm mắt đỏ quả đen một chút, tiếp tục cho trong tay quả đen bọc lấy băng gạt, đây cũng không phải là cố gắng liền có thể quyết định, trên thế giới có rất nhiều ngoài ý muốn, không chừng lúc nào ngươi ta liền chết, chính ngươi cân nhắc đi, muốn hay không lưu lại. Không cần cân nhắc, ta đã khảo sát qua, mặc dù tuổi thọ của ngươi ngắn một điểm, nhưng tốt xấu sau quả đen mạnh có thể nghe hiểu ta nói chuyện, mà lại đánh nhau lợi hại, có chúng ta quả đen phong cách, còn có, con rắn kia đánh nhau ngươi cũng không trách nó, lại sẽ giúp động vật trị thương, ta đương nhiên là theo chân ngươi, mắt đỏ quả đen kiểm kê xong, lại buồn bực, nhưng nếu như ngươi chết, ta không chết, ta nên làm cái gì? Miệng quả đen, Ai Sô so đưa ra tay, gõ một cái mắt đỏ quả đen đầu, có thế qua năm nay rồi nói sau, Trời mới biết năm nay dài bao nhiêu, còn có thể hay không đi qua? cũng chỉ có thể dạng này, mắt đỏ quả đen thở dài, lại nghiêng đầu nhìn Ai Hiêu nếu là người chết, ta muốn hay không tuẩn tình. Chịu không được. Ai Hyosho động tác dừng một chút, đem băng bó kỹ quả đen để qua một bên, lặp lại, tuẩn tình. Nhân loại không phải nói như vậy sao, một cái chết một cái khác cũng đi theo chết, mắt đỏ quả đen rầu rĩ không vui, dù sao chính là ý tứ này. Về sau nhìn nhiều sách, Ai Hyosho cầm lấy tiếp theo chỉ quả đen, còn có, đi theo ta muốn giúp đỡ. Không có vấn đề, có việc ngươi cứ việc nói, mắt đỏ quả đen cúi đầu, dùng móng vuốt phủi đi mặt đất, dù sao ta suốt ngày cũng không có việc gì, chính là mang theo bọn chúng tìm xem ăn uống, tìm một chút việc vui. Ai sô nói bổ sung, ta có thể cung cấp ăn ngủ. Tạm thời không cần, tìm ăn là loại niềm vui thú, không có việc gì thời điểm ta vẫn là nghĩ mình đi tìm, mắt đỏ quạ đen suy tư, tiếp tục dùng móng vuốt phủi đi mặt đất ta còn muốn ra ngoài bay, không muốn ở chiếc lồng. Có thể. Ai Sô so gật đầu. Mắt đỏ quả đen không phủi đi mặt đất, lại nâng lên cánh đập bên cạnh quả đen, ta cho chúng nó viện số, từ 2 đến 22, trống đi số 1 chính là ta, không bằng ngươi giúp ta lấy cái danh tự đi, nếu như ngươi chết, ta lại không muốn tuẫn tình, ta cũng sẽ không đổi danh tự, coi như thành vĩnh viễn kỷ niệm đi. Ai Sô so tức sạm mặt lại, tự động bỏ qua miệng quả đen nội dung, Hisumi. Tên rất hay. Cứ như vậy, người khác nghe xong liền biết chúng ta là một đám, mắt đỏ quả đen hài lòng nhẹ gật đầu, nhảy đến Hika bên người, dùng cánh đập Hika, sau này sẽ là đồng bạn, xin chiếu cố nhiều hơn. Hika mệt mỏi trên mặt đất nằm thi, mặc dù nghe không hiểu mắt đỏ quả đen oa oa gọi bậy thứ gì, nhưng từ ai Hiyoso trước đó đến xem, gia hỏa này là bị hợp nhất, cũng không để ý Hisumi cử động, miễn cưỡng lăn lộn qua một bên, hôm nay không đánh, hôm nào lại đánh với ngươi, lần sau đừng có đùa lại tìm nhiều như vậy quả đen làm giúp đỡ, chúng ta đơn đấu. Ngươi không cần ấy nấy, mặc dù chúng ta vừa đánh một trận, vẫn là ngươi trước đối ta đáng yêu thủ hạ động thủ, nhưng một trận này ta đánh cho thật cao hứng, Hisumi thấm thí nói một trận, lại quay đầu nhìn Ai Hiyoso, đúng rồi, chủ nhân, ta có một phần lễ gặp mặt cho ngươi. Nói, hướng trên cây bay đi. Ai Sô Lễ gặp mặt cái gì không trọng yếu, trọng yếu là nên suy tính một chút trong nhà hai con sủng vật câu thông vấn đề. 10 giây sau. Ai Sô yên lặng thu hồi trước đó lễ gặp mặt không trọng yếu ý nghĩ. Ai có thể nói cho hắn biết Hisumi vì sao lại có thám tử băng tay. Vẫn là hai cái. Nghĩ đến quả đen tác phong, còn có trước đó mắt đỏ quả đen ra hiện tại Ayumi nhà chung cư bên ngoài không khó đoán ra, tuyệt đối là cướp. Nhưng là Ayumi trong tay hẳn là chỉ có một cái, nói cách khác, Hisumi gặp đội thám tử nhí những người khác, còn đoạt đồ vật. Mặc dù không biết bị cướp chính là cái kia hai cái, nhưng hắn cảm giác có miệng oan ức tại trên đầu của hắn lúc ẩn lúc hiện. Nếu để cho Conan bọn hắn nhìn thấy thám tử băng tay trên tay hắn, có thể hay không cảm thấy là hắn sai sự quả đen đoạt tiểu hài tử đồ vật. Sumi đem hai cái thám tử băng tay bày ở trên mặt đất, tranh công nói, này thiên chủ nhân cứu tiểu nữ hài kia, nàng trước đó tại dùng loại này nhỏ máy truyền tin liên lạc những người khác, ta cảm thấy rất thuận tiện, bất quá ta cũng không có đoạt. Không, là tiểu nữ hài kia nhỏ máy truyền tin cùng ta không quá dựng, về sau ta lại nhìn thấy hai cái tiểu hài có, nhìn xem rất thuận mắt, lúc đầu muốn cầm tới làm đồ chơi, hiện tại liền đưa cho chủ nhân đi. Ai Sô cầm lấy thám tử băng tay, xác định không có ở thông tin, mới lên tiếng nói, ta cùng mặt khác bốn đứa bé cũng quen. Hisumi lập tức lúng túng, bất quá cũng chính là lúng túng một hai giây mà thôi, chân thành nói, chủ nhân, không vội, chúng ta trước phân tích một chút. Lúc ấy ta không có lộ diện, cái khác quả đen tại nhân loại các ngươi trong mắt dáng dấp đều không khác mấy, bọn hắn hẳn là không nhận ra ta tới, mà lại cầm đều cầm, cũng không thể lại đem đồ vật đưa trở về, như thế lộ ra quá khả nghi. Nếu không chúng ta hủy thi diệt tích A à. Ai hiso đem thám tử băng tay thả lại mặt đất Mau chóng, nhớ kỹ ném xa một chút Ta cái này đi Hisumi con mắt tỏa sáng Mình ánh mắt quả nhiên hoàn toàn như trước đây tốt Tìm cái nhân loại làm bạn đều như thế hợp khẩu vị Nhìn chung quanh một chút Kêu lên một cái thụ thương không nghiêm trọng thủ hạ Cùng một chỗ nằm thám tử băng tay rời đi Moriyono Yuri đi lên trước lúc Vừa hay nhìn thấy có hai con quạ rời đi cũng không nghĩ nhiều, chỉ là nhìn xem nằm một chỗ, bọc băng gạt động vật, cảm giác tự như tiếp nhận trị liệu về sau tập thể tử trận đồng dạng. Những động vật này thật không có chuyện gì sao? Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 50 Moriyono Kikuthito Nhà ta đây là thế nào? Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Hôm sau, một chiếc xe dừng ở Moriyono ra ngoài cửa lớn. Moriyono Kikuthito xuống xe, đứng ở ngoài cửa, nhìn xem sau đại môn viện tử, một mặt mờ mịt. Cả viện như bị thứ gì gặm một lần, có cây thậm chí nhanh trọc, trên mặt đất trải thật dày một tầng nát lá, lộn xộn không chịu nổi, một đám đám người hầu cúi đầu yên lặng quét dọn. Rõ ràng hôm qua hắn rời nhà trước đó, bụi cây, tán cây, bãi cỏ cũng đều là tu bổ cùng nhau rồng rã. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhà hắn làm sao lại biến thành dạng này rồi? Kikuthito, ngươi trở về rồi. Morijono Yuri bội Ai Hiyoso trong sân đi dạo, trong ngực ông bao khỏa được cùng bánh chưng đồng dạng Rebecca, nhìn thấy Moriyono Kikuthito đứng tại cổng, bước nhanh cười tiếng lên đón, đứng tại cổng phát cái gì ngốc a, à? làm sao không tiến vào? Moriyono Kikuthito có chút đau đầu, còn hỏi hắn vì cái gì không vào cửa hắn là kém chút không nhận ra nhà mình tới có được hay không. Tối hôm qua, có cái gì trùng tai sao? Còn có, Rebecca nó đây là. Không phải, không phải, là hôm qua Rebecca, Hika còn có một đám quả đánh nhau, mới đem viện tử làm ầm ý thành dạng này, Moriyono Yuri cười nhẹ, quay đầu nhìn về phía cùng lên đến Ai Hiyoso, đúng rồi, Hika là Hiyoso mang tới sủng vật. Ai Hiyoso ôm Hika, Hướng Morijono nhẹ gật đầu. Hika bọc một thân băng gạt, hắn không yên lòng chính Hika núp ở trong tay áo, nếu là không cẩn thận trượt ra đến quãng xuống đất, coi như vết thương không băng liệt, đối khôi phục cũng không tốt. Ngươi tốt, trước kia liền nghe cha ta mẹ cùng tỷ tỷ của ta nhắc qua ngươi. Morijono Kikuthito khách khí chào hỏi, ánh mắt không tự chủ được ngừng trên người Hika. Có thể nhận ra đây là một con rắn, bất quá toàn thân bị băng gạt che phủ chặt chẽ, chỉ lộ nửa cái cho hát xà đầu rắn, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Nhìn xác thực rất thảm. Nhưng là một con rắn, một con mèo, một đám quạ, thế nào cũng không trở thành đem hắn nhà như thế sân rộng tai họa thành như vậy đi. Được rồi, đừng đứng ở ngoài cửa, tranh thủ thời gian vào đi. Moriyono Yuri kêu gọi. Moriyono Kikuthito quay đầu bàn giao lái xe đem xe tiến vào đi vào cửa về sau, vẫn là không có cách nào xem nhẹ loạn thất bát tao viện tử, tỷ tỷ đổi bình thường ngược lại là không quan hệ, nhưng là ta ngày mai sẽ phải kết hôn, bây giờ trong nhà biến thành dạng này. Không có chuyện gì, hôm nay còn kịp tu bổ, quét dọn một chút, Moriyono Yuri Lơ để nói, tán cây có thể một lần nữa tu bổ, còn có thể làm một chút có sáng tạo thiết kế. Moriyono Kikuthito nhíu mày, nhưng là cây hôm nay liền sẽ đến. Chúng ta có thể kêu lên nàng cùng một chỗ thiết kế, Morizono Yuri nở nụ cười, dù sao kết hôn là chuyện hai người, nơi này về sau cũng là nhà của nàng a. Morizono Kikuthito bất đắc dĩ, thật là, trong nhà đều biến thành dạng này, ngươi làm sao còn cười được a. Morizono Yuri cúi đầu, dùng tay mò lấy Rebecca đầu, đương nhiên rồi, Rebecca từ tối hôm qua đến hiện tại một mực rất ngoan, chiếu cố rất bớt lo, từ mụ mụ sau khi qua đời, còn là lần đầu tiên thấy nó ngoan như vậy, đoán chừng trước kia chính là nhìn gần chết, đúng không, Rebecca? Mel, Rebecca uể oải kêu một tiếng. Morigiono Kikuthito. Là, là trước nay chưa từng có ngoan, thế nhưng là đều một thân đã thương, có thế không ngoan sao? Bất quá, nhìn xem thần sắc nhẹ nhõm Morigiono Yuri, lại nhìn xem một mặt bình tĩnh Ai Hiyosho, nhìn nhìn lại bình tĩnh quét dọn lấy viện tử như thế một đám người hầu những này giống như cũng không phải cái gì đại sự. Lầu 2, trà cùng điểm tâm được bưng lên bàn, ba người tán gẫu. Có lẽ là bởi vì hai nhà có cũ, mà Morijono Yuri tỷ đệ hai thuộc về tương đối hay nói người, bầu không khí hòa hợp hài hòa. Đang nói Morigiono Kikutito khi còn bé tai nạn xấu hổ, Ai Hiyosho cảm giác điện thoại chấn một cái, lấy ra nhìn thoáng qua. Là hai ba ai truyền đến tin nhắn, chuột tre có thế đề luyện ra trợ giúp lông tóc sinh trưởng thành phần, ta nghĩ lại muốn hai con. Ai hiêu sô so hồi phục. Không có vấn đề, bao nhiêu đều được, lúc nào. Mặc dù hai ba ai không có nói với hắn chuyện của tổ chức, nhưng ở trước mặt hắn cũng không có che lấp mình tại sinh vật, hóa học phương diện tạo nghệ, đã coi như là rất tín nhiệm hắn. Rất nhanh có mới tin nhắn truyền đến. Hiện tại có thể chứ? Ngươi có ở nhà không? Không ở nhà, ta đi Agasa tiến sĩ nhà tiếp ngươi, tốt, vậy ta chờ ngươi thu hồi điện thoại, ai hiêu sô so dương mắt, liền thấy Moriyono Yuri trực câu câu nhìn chầm chầm hắn. Có phải là có nữ hài tử hẹn ngươi ra ngoài? Moriyono Yuri trong mắt lóe bát quái ngọn lửa, hôm nay thế nhưng là ngày nghỉ ai? Cái này. Hai ba ai xác thực xem như nữ hài tử. Ai hiêu sô so nhẹ gật đầu, đợi lát nữa ta muốn đi ra ngoài một chút là bạn gái của ngươi sao? Morijono Yuri trêu chọc, buổi sáng ta hỏi ngươi thời điểm, ngươi còn nói mình không có bạn gái, bây giờ bị vạch trần A. Không phải, ta xác thực không có bạn gái. Ai hiêu thu hồi điện thoại, nhìn về phía Morijono Kikuthito. Morijono một nhà cho hắn ấn tượng rất tốt, hắn cũng không để ý ở giữa dựng cái tuyến, đem hiểu lầm giải trừ. Bất quá hiện tại Saigamus Akio còn chưa có trở lại, hắn lại không biết muốn đi bao lâu, vẫn là đem Morijono Kikuthito kêu lên tương đối tốt. Morijono Kikuthito thấy Ai Hiyosho nhìn mình, thử thăm dò hỏi, có muốn hay không ta đưa ngươi? Ai Hiyosho gật đầu, làm phiền ngươi. Hiyosho, ngươi sẽ không theo Kikuthito trước đó đồng dạng, bên người nữ hài một đống lớn, lại một mực an ổn không xuống A. À. Yuri cười du gia, Kikuthito muốn kết hôn, ngươi cũng đừng dẫn hắn ra ngoài làm loạn nha. Được rồi, tỷ tỷ, Moriyono Kikuthito xuất ra chìa khóa xe, đưa hắn tới ta liền trở lại, yên tâm, ta sẽ không làm loạn. Thật là... Moriyono Yuri giả trang ra một bộ gia môn bất hạnh, ưu sầu bộ dáng, bất quá vẫn là nhận lấy chiếu cố Hika trách nhiệm. Moriyono Kikuthito lái xe tiến về Bayka, xe đằng sau cũng đã không còn quả đen đi theo. Sumi mang theo đại bộ đội về tổ dưỡng thương, nói xong muộn một chút lại tới, buổi sáng thời điểm ra đi, còn để ai Hyoso rút một ống máu. Ngươi là thật đi tìm nữ hài tử sao? Moriyono Kikuthito kế thừa người một nhà sáng sủa tính cách, rời nhà không bao lâu tìm chủ đề, tùy tính tản mạng nói, nếu là ngươi thật đi tìm nữ hài tử chơi, ta cũng chỉ đưa ngươi đi, dù sao ta là muốn kết hôn người. Là đi tìm nữ hài tử, Ai Hiyosho nói, bất quá không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Ta đã nói rồi, xem ngươi tính cách cũng sẽ không theo ta trước kia đồng dạng, bất quá ngươi cũng 20 tuổi, Moriyono Kikuthito cảm khái nói, chừng 2 năm nữa, Shinosuke biểu thúc hẳn là liền sẽ để ngươi bắt đầu tiếp xúc Michael tập đoàn sự vụ, sau đó thúc giục ngươi kết hôn, nếu là ngươi lại không tìm thích nữ hài tử, nói không chừng sẽ giống như hắn, tìm môn đăng hộ đối nữ hài miễn cưỡng sống hết đời. A. À, ta không phải cố ý nói ngươi phụ mẫu nói xấu, chỉ là trước kia cũng mê mang qua, bất quá ta hiện tại giống như gặp được người thích hợp. Ai Hiosho quay đầu nhìn Morijono Kikuthito một chút, vừa hay nhìn thấy Morijono Kikuthito trong mắt đối tương lai chờ mong. Hắn đại khái lý giải Sagamus Akio vì cái gì không nói với Morijono Kikuthito lời nói thật. Ở chung xuống tới nhìn, kỳ thật Morijono Kikuthito chính là cái vừa thu hồi chơi tâm, Cố gắng học thành thục đại hài tử mà thôi, lúc này nói một câu đừng mong đợi, đều là ngươi tự mình đa tình, quả thật có chút tàn nhẫn. Moriyono Kikutito liếu lo không ngừng nói hôn sự của mình an bài, thấy Ai Hiso trầm mặt, lại bật cười nói, không cần cùng ta quá lạ lẫm, ngươi ra đời thời điểm, ta còn đi đi xem qua ngươi đây, tại ta tiểu học thời điểm, phụ thân ta cùng Shinno biểu thúc liên hệ còn rất nhiều, ngươi cũng nên gọi ta một tiếng biểu ca đi. Ai Sô nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, nhà này người khả năng đều có ẩn tàng nói nhiều thuộc tính. Bất quá, ngươi cùng nô biểu thúc thật đúng là càng lúc càng giống, vừa nghĩ tới hắn sẽ trở về, ta liền đau đầu, đến lúc đó khẳng định lại muốn nói lên chuyện của công ty. Moriyono Kikuhito dừng một chút, vừa cười nói, "Nhưng hắn có thể trở về tham gia hôn lễ của ta, cũng là vinh hạnh của ta." Ai Hiyosho vẫn như cũ nhìn xem ngoài cửa sổ xe thanh âm nghe không ra tâm tình gì, công ty của ngươi gần nhất giống như gặp phải phiền toái, bên ngoài có một ít tin đồn phong ngữ, nói ngươi công ty hối lộ quan lớn. Moriyono Kikuthito nụ cười trên mặt cứng một chút, dùng tùy tính giọng buông lỏng nói, không có gì, đều là bên ngoài những người kia loạn truyền. Ai không có ngoại ý muốn, những sự tình này Moriyono Kikuthito chắc chắn sẽ không tùy tiện đối ngoại nói, nói khẽ, hoặc là cũng đừng làm, muốn làm liền phải hảo hảo đem đầu đuôi dọn dẹp sạch sẽ. Bước đầu tiên, thành lập tán đồng. Hiện tại Morigiono Kikuchito cũng đã lên sát tâm, hắn biểu lộ thanh lý đầu đuôi thái độ, có thể để Morigiono Kikuchito cảm thấy hắn là có thể lý giải mình, sẽ đứng tại phía bên mình người. Morigiono Kikuchito tiếp tục xem con đường phía trước lái xe, nụ cười trên mặt lại không, trầm mặt một hồi, cảm khái nói, ngươi cùng súc biểu thúc thật rất giống vừa rồi loại kia ngữ khí, ta kém chút cho là hắn an vị ở bên cạnh ta đâu. Ai hiêu so thu hồi nhìn ngoài cửa sổ ánh mắt, không có đi tiếp liên quan tới chính mình phụ thân lời nói đề, lẩm bẩm nói, so với những này, nhất nên cân nhắc chính là cổ này gió lộ ra về phía sau, làm sao đem tổn thất của mình xuống đến thấp nhất. Bước thứ hai, dẫn đạo. Kỳ thật, Morigiono Kikuthito chính là sợ công ty hối lộ sự tình bị Saigamus Akio nói ra ngoài, lại sợ bị Saigamus Akio bắt chẹt cả một đời mà thôi. Loại sự tình này không dám ra bên ngoài nói, ngay cả người nhà cũng đều giấu giếm, chính Moriyono Kikuthito lại không có chủ ý, loạn phân tất, chui vào ngõ cục. Lúc này, có cái hắn cho rằng lý giải mình sẽ cùng chính mình đồng dạng lựa chọn người, nói ra một cái trải qua được cân nhắc ý nghĩ, nói sự tình không có bết bác như vậy, làm sao cũng sẽ tỉnh táo một chút, đồng thời cũng sẽ muốn biết người kia càng nhiều ý nghĩ. Moriyono Kikuthito miễn cưỡng cười cười, che giấu trong lòng khẩn trương, này này, Hiyosho, ngươi là nhận định ta làm qua hối lộ loại chuyện đó a? À? Trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được, nghe nhiều, thấy nhiều, một điểm trực giác vẫn phải có, ai Hiyosho nói, kỳ thật rất nhiều trong lòng người đều có quyết định, chỉ là không muốn gây chuyện thân trên, hoặc là chờ lấy xem náo nhiệt, thậm chí có Moriyono gia đối địch xí nghiệp đang cố ý chăm ngòi thổi gió, mà ta... Lựa chọn trực tiếp cùng ngươi đàm, chỉ thế thôi. Dùng mình khẳng định, đánh vỡ Moriyono Kikuthito may mắn tâm lý, lần nữa ám chỉ ta là người một nhà, phát hiện cũng không có đối ngoại nói cái gì, mà là lựa chọn nói cho ngươi, đồng thời cũng cho Moriyono Kikuthito vạch chân chính địch nhân. Moriyono Kikuthito trầm mặt xuống, thần sắc như thường, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng lấp lóe, một mảnh xoắn suýt, vẻ dãy dùa. Ai Hiyosho cũng không có tiếp tục nói hết, hiện tại liền chờ Morijono Kikuthito chủ động nói chuyện với hắn một chút. Nếu như không có động tĩnh, buồn bực một hồi về sau, còn có thể thêm chút đi hỏa hầu. Hai người đều không nói lời nào, không khí trong xe cũng biến thành có chút kiềm chế. Mãi cho đến xe tiến vào bay ca, Morijono Kikuthito mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái, thấp giọng xác nhận, Hiyosho, Michael tập đoàn so nhà ta mạnh hơn nhiều, ngươi đồng thời còn là phiêu tập đoàn người thừa kế, không cần thiết đồ Yono ra cái gì, càng không tất yếu hại ta, ta có thể tín nhiệm ngươi. Đúng không? Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.